Vietcom, bộ cá với lại bộ cũng nhau sẽ xin chào cả nhà, chào mấy chị yêu, vô nhiều nhiều lên đi mấy chị. Rồi lên nhiều nhiều lên cho em đi mấy chị đẹp ơi. Cho mấy chị nha, sale lẻ sai, sale là lẻ sai giá rẻ, đủ sai cũng sale luôn nha mấy chị. Hàng mới về em cũng sale luôn. Mấy chế nào muốn lấy mẫu nào cứ comment lên cho em nha mấy chị. Mấy chế muốn thích mẫu nào á cứ comment lên cho em. Chị nào muốn lấy quần lẻ áo lẻ
ơi, lấy nhiều nhiều đi mấy chị. Em có cô tông bô rip đầy đủ cho mấy chị nha, hàng cô tông, hàng bô rip phun lạnh 3D thể thao. Mấy chị muốn thích mẫu nào lấy comment lên cho em á, ai lấy mua đồ đi chơi cứ comment lên cho em. Rồi xin chào em Kiều Thi. Chào em. Rồi bây giờ em sale nón cho mấy chị nha. Đầu like sale nón trời ơi, giá bèo luôn. Giá bèo cho mấy chị luôn. Trời ơi. 29.000 nha. 29.000, chế nào lấy lên chốt cho em. 29.000 đẹp lắm luôn. 2 tuổi tới 6 tuổi mấy chị đẹp ơi, 2 tuổi tới 6 tuổi nha. 29.000, đẹp quá trời đẹp luôn. Nha mấy chị, nón sơn mà em còn 2 cái là em sale 50.000 cho mấy chị luôn. Chị nào lấy lên chốt, nón sơn trăm mấy á, dễ thương lắm luôn. 50.000 luôn, 50.000 cho mấy chị nào lấy lên chốt cho em đi. Nón sơn, nón sơn chỉ còn 2 cái. Nón sơn còn 2 màu nha mấy chị. Nón này 2 tuổi tới 6 tuổi luôn, rất là đẹp luôn. Em sale 50.000, đẹp lắm luôn nè. Thi ơi, chốt cái nón này cho bé đi mấy. Đẹp lắm. Xeo tự gì còn hết, có 2 cái xeo hết luôn. Rồi nón này là 100 mấy nha mấy chị nha. Nón em bán 105 á, em xeo cho mấy chị 50.000. Chế nào lấy nón sơn lên chốt cho em, rất là đẹp luôn nha. Nón này phía sau nó có dây hung á mấy chị nha. Em xeo 50. Qua 4-5 cái xeo hết rồi, giờ còn 2 cái cuối cùng nha. Còn 2 cái cuối cùng, chị nào lấy lên chốt em 50.000. 50.000 cho em luôn, rất là đẹp luôn nha mấy chị. Rồi lên nhiều nhiều lên cho em đi mấy chị, lên nhiều nhiều lên nha. Đầu like em sale mấy cái hàng lẻ lẻ đó mấy chị, còn mẫu nào em sale mẫu đó cho mấy chị. 29.000 luôn nha. 29.000 một cái nón chữ B xám, chữ B xám. Rồi với lại cái nón chữ. Em đang lên là nón 2 tuổi tới 6 tuổi, chị đẹp nào có lấy lên chốt. Nón này em sale cho mấy chị luôn. Nón này sale 39.000 luôn nha mấy chị, 39.000 luôn. Nói này là tầm 3 tuổi trở lên nha, 3 tuổi tới 8 tuổi, chế nào có số tuổi lên chốt. 39.000 luôn. Trời ơi nó rẻ gì đâu. Lấy đi mấy chị, em còn mấy cái nè. Mấy cái sale cực rẻ luôn. 39.000 nha, nhanh tay lên chốt cho em. Ai muốn lấy nón nào cứ comment cho em nha. Chị nào lấy nón nào cứ comment cho em nón đó. Đẹp lắm, 39.000, 3 tuổi nha. Nón này 3 tuổi cho tới 8 tuổi. Còn nón hồi nãy em lên nó từ 2 tuổi cho tới 6 tuổi. Chế nào lấy lên chốt. Trời ơi nó rẻ lắm luôn á mấy chị. Ai mua hàng em mới chốt nón nha mấy chị. Chị nào mua hàng em mới chốt nón là vừa bán vừa tặng. Vừa bán là vừa tặng cho mấy chị. Rồi chị nào lấy lên chốt em nha, comment cho em nón nào mấy chị. Lấy nón nào comment rõ nón đó cho em. Còn mua lẻ là giá khác nha mấy chị, mua lẻ là em không có bán giá 39.000. Ưu tiên cho mấy chị. Rất là đẹp. Nón lớn. Trời ơi. Rồi còn một cái nón bèo. Nón bèo em sale cho mấy chị 40.000 nha. Trời ơi dễ thương quá mấy chị. Nón bèo 40.000, 40.000. Đẹp lắm luôn á. Nón này là tầm 3 tuổi cho lên cho tới 6 tuổi. 3 tuổi tới 6 tuổi nha. 6-7 tuổi rồi cũng được. Rồi ai lấy nón bo lên chốt cho em đi. Nón này bo là em sale 40 á. Nón bo sale 40 cho mấy chị luôn. Lên đông đông đi mấy chị đẹp. Hôm nay mấy chị không lấy nón uổng lắm luôn á. Không chốt nón là uổng lắm. Em thấy thiệt luôn. Tặng cho mấy chị với lại mấy chị mua hàng á, em tặng nón nha. Bán vừa bán mà vừa tặng, chưa tới vốn em nữa mấy chị. Rồi lên đông đông đi cả nhà ơi, lên đông lên chấm chấm cho em đi mấy chị, lên chấm chấm nhiều lên đi cả nhà. Lên chấm bài cho em đi. Ai thích mẫu nào cứ comment lên nha. Vô nhiều nhiều lên mấy chị, chia sẻ nhiều nhiều lên cả nhà. Đẹp lắm. Rồi lên từ từ cho mấy chị.
lên từ từ nha mấy chế. Mấy chế đang coi like nè, chế nào đang xem chấm lên cho em thấy đi mấy chị. Lên chấm cho em thấy đi. Mới thấy Kiều Thi à. Lên chấm nhiều nhiều lên đi mấy chế. Chấm nhiều nhiều lên cho em đi mấy chị đẹp ơi. Đây là chắc tối hôm qua nè. Ừ. Ờ. Ừ. Thấy ba quăng mấy cái mẫu như này nè. Rồi lên chấm nhiều đi, em chưa thấy luôn á, thiệt sự em chưa thấy mấy chị. Hôm nay like trễ nè, hôm nay vô like trễ á mấy chị. Mấy chị tưởng em không có like đúng không? Giờ lên đông đông lên đi. Lên nhiều nhiều lên cho em đi mấy chế. Em đầu like em sale cho mấy chị 45.000 nha, bộ 3D size nhỏ 45.000, chị nào có size lên hốt cho em đi nha. Hôm qua có chị kia hốt 10 bộ rồi đó mấy chị, 45.000 á. Hốt 10 bộ. 10 bộ là em lấy 10 bộ là mỗi bộ một màu. Không có giống nhau nha mấy chị. Đẹp lắm luôn. Trời ơi mấy chế hốt được mấy bộ này sướng lắm luôn á. 45.000 nè, chị nào có từ 10kg tới 13kg lên chốt cho em nha. 45.000. Đẹp lắm luôn. Rồi. Mã khủng long size 4. Em sale 45.000, ai lấy lên chốt cho em, rất là đẹp luôn. Huệ Quỳnh con mới vô. Size 4 45.000 nha mấy chị nha, rất là đẹp luôn. Chị nào lên lấy lên chốt cho em. Size 4 45.000 khủng long 10kg tới 13kg. Đẹp lắm đi, giờ còn 3 bộ này nè. Rất là đẹp mấy chị. Chị nào có size 4 lên hốt mấy mẫu này đi. Mua size nhỏ lời lắm. Mua size nhỏ lời lắm mấy chị. Rồi, size 4 em đang lên 3 bộ này là size 4 nha. Ai lấy lên chốt cho em sale 45.000 bộ cho mấy chị đẹp. Trời ơi đẹp lắm luôn. Chị nào có size lên mấy chị chia sẻ nhiều nhiều lên đi mấy chị ơi nha, cho mấy chế nào mà có cái size này lên hốt đi, rẻ quá luôn. Em nói thiệt em bán mà em còn thấy rẻ nữa. Cực kỳ đẹp luôn. Rồi 45.000 nha. Ai lấy thì lên chốt. 10kg tới 13kg nha mấy chị. 10kg tới 13kg, trời ơi. Nó đẹp lắm luôn mấy chị ơi. Đẹp quá trời. Có lợn không? Hay là bộ xe. 45.000 nhanh tay lên nha mấy chị yêu ơi. 45.000 cho em luôn. Ờ cái này là bộ xe. Cái này là bộ khủng long. Ờ cái này là bộ nhộm. Trời ơi, cái quần thôi cũng đẹp nữa, em thấy thiệt luôn. Cái quần thôi cũng đẹp nữa mấy chị đẹp ơi nha. Ai lấy lên chốt 45.000 size 4 10kg tới 13kg nha. Qua mẫu 10kg tới 13kg 45.000. Chị nào có size lên hốt cho em mấy bộ này đi, rồi nó đẹp quá trời luôn. Ôi cưng quá luôn mấy chị đẹp ơi. Cưng ơi là cưng luôn á. Chế nào lấy lên hốt cho em 4 bộ. Qua chị kia hốt 10 bộ rồi. Rồi ai lấy lên chốt nha. 4 bộ size 4 10kg tới 13kg. Em qua mẫu. Qua mẫu mấy chị yêu rồi. Cam 45.000 cho Quỳnh hả con? Ok con, cam 45. Cam khủng long đúng không? Cam khủng long, trời ơi. Rất là đẹp luôn. Rồi cam cho con là Quỳnh 45.000, đẹp lắm luôn mấy chị. Rồi chị nào lấy lên chốt em nha mấy chị. 45.000. Rồi 45.000 đẹp lắm luôn. Rồi chế nào lấy nữa lên chốt cho em nha. Siêu đẹp luôn.
Bộ này size 13 nha mấy chị. Size 13 là tầm 33-36kg. Sale cho mấy chị 65.000 luôn. Còn bộ size 13 đẹp quá trời luôn. Không phải size 13 đâu nhỉ. Đẹp lắm mấy chị ơi. Ai lấy lên chứ? Rồi bây giờ em lên tiếp cho mấy chị nha, đẹp lắm này. Bộ này size 9. Rồi chị nào lấy lên chốt cho em nha, mã này size 9 nha mấy chị, size 9, sale cho mấy chị 69.000, mã này đẹp lắm luôn nha, mã này size 9 đó chị, 69.000, ai lấy lên chốt cho em nha, size 9. 26-27kg, 26-27kg nè, chị nào lấy mã này lên chốt cho em, đẹp lắm luôn. Rồi 69.000 nha, ai lấy chốt em size 9 mã nhện, 69.000. Cái này size 9 nha mấy chị yêu. Cái 13 cách 8. Em lên lẻ lẻ đó chị, mấy chị ơi, chị nào có lẻ lẻ lên hết cho em. Rồi size 14 74.000, ai lấy lên chốt 37kg tới 40kg nha. Size 14 mấy chị đẹp ơi, chia sẻ mạnh tay lên cho em đi mấy chị, chia sẻ nhiều nhiều lên đi cả nhà nha. Quỳnh cho cô Xuân nút chia sẻ luôn đi Quỳnh ơi. Rất là đẹp luôn nha mấy chị. Ai. Size 14 nha mấy chị, khủng long size 14. Em sale cho mấy chị 74.000, 74.000 nha mấy chị. Bộ này là 90 á, 85 90 á. Size 14 74.000, ai lấy lên chốt cho em 37 tới 40kg nha. Tầm 37 tới 40kg, bộ 3D đẹp xuất sắc luôn, size đại. Size đại sale 74. Size 14, chị nào có size 14 lên chốt cho em nha, bộ 3D. Trời ơi đẹp lắm luôn, khủng long xanh. Khủng long xanh size 14, 37kg tới 40kg, mấy chị đẹp. 37kg tới 40kg, ai lấy lên chốt 40.000, em quên 74.000 nha, 74.000. Bây giờ em lên bộ này lẻ lẻ, mấy chị nào có size thì cứ lên chốt cho em, đẹp lắm luôn. Rồi 74.000 luôn, size 12, mã robot. Size 12, sale 74, đẹp lắm luôn. Bộ này tầm 30-33kg ok luôn nha mấy chị. Trời ơi, đẹp lắm luôn. Rồi, robot, đẹp lắm luôn. Cái quần cũng đẹp nữa mấy chị. Size 12, ai lấy lên chốt cho em 74.000 nha. Size 12, rất là đẹp luôn. Nhanh tay lên chốt cho em. Ai có size 12 lên hốt nha mấy chị. 74.000, đẹp lắm luôn. Rồi, chị nào lấy mã này lên chốt em robot size 12 ha. Robot size 12. Rồi xe cho mấy chị 60.000, size 6 Mario, size 6. 60.000 luôn, 16 tới 18kg. Rồi chị nào lấy lên chốt 60.000. Bộ 3D đẹp lắm luôn, bộ Mario cưng quá. Rồi Mario size 6 mấy chị ơi, 60 nha. Ai có size lên hốt cho em. 60, còn bộ này nữa size 6, 60 luôn, million. Cưng quá. Mấy bộ này toàn đẹp đẹp không à, còn đúng một bộ. Rồi medium size 6, 60 luôn. Rồi chị nào lấy lên chốt cho em nha. Bây giờ em còn hai bộ này size 6 lẻ nè, sale mấy chị 60. Bộ này đẹp lắm. Rồi size 6, 60. Ai lấy lên chốt cho em Mario với lại medium á. Cực kỳ đẹp luôn. 60.000. Chị nào có size 12 lên chốt cho em nha mấy chị ơi. Rồi 11, 12, 74.000. Chị nào lấy lên chốt em bộ 3D này đi. Size 11 với size 12 nha. Rất là đẹp luôn, bộ custom. Rồi size cho mấy chị 74.000. Size đại nha mấy chị. Ai có size lên chốt lên nè, 74.000 cho mấy chị luôn. 11 với 12. Trời ơi đẹp lắm luôn. 11 là 28 tới 30 kg nha mấy chị, 28 tới 30 kg. Chế nào có size lên hốt bộ này cho em.
3D đẹp quá trời luôn nha. 11, 12, 11, 12, 74.000. Ai lấy lên chốt bộ 3D size đại nha mấy chị, size đại sale cho mấy chị có 74.000. Ai lấy lên chốt 11, 12 bộ siêu nhân. Siêu nhân còn 2 bộ nha mấy chị đẹp, 11 với 12. Trời đẹp lắm luôn mấy chị ơi. 74.000. Mấy chị không lấy là tiếc lắm luôn, mấy bộ này đẹp đẹp không. Rồi cái mã đỏ siêu nhân luôn mấy chị ơi nha, rất là đẹp luôn, cái mã đỏ siêu nhân luôn. 12, 13, 14, 74.000 luôn. Chị nào lấy ai có size đại lên chốt cho em mấy bộ này đi, đẹp lắm luôn á nha. Sale trên like cho mấy chị 74.000, ai có size lên chốt. 12, 13, 14 nha. Ai lấy bộ này lên hốt cho em 12, 13, 14. Rất là đẹp luôn nha mấy chị. Tranh thủ lên chốt đi mấy chị. 12, 13, 14. Chị nào có size lớn lên, size đại lên hốt mấy mẫu này cho em nha. 12, 13, 14. 74.000 qua mẫu. Rồi bây giờ em lên cô tông size 4, sale 50. Size 4, chị nào có size 4 lên chốt cho em bộ cô tông nha. 49. 49 đúng rồi. Rồi 50.000 cô tông. Size 4, size 9 50.000 mấy chị đẹp, chị nào lấy lên chốt cho em đi. Trời ơi, bộ này cứng quá à. Nha. Ai lấy lên hốt cho em cô tông sọc 50 49. Còn có 2 bộ à, ai có size lên chốt cho em 49 50.000. 49 nha mấy chị yêu. 49 49. Còn 2 bộ 50 kìa. Rồi size 6 16 18 kg nha. Size 6 16 18 kg 50.000 luôn. Ai lấy bơ lên chốt em nhện xanh nha. Nhện xanh size 6 50. Cô tông sale 50 cho mấy chị nha. Rồi size 7 50.000, ai có size 7 lên chốt cho em khủng long xanh size 7 50.000 luôn. Khủng long xanh 50.000 size 7. 19 tới 22 kg, chị nào có size lên hốt. Đẹp lắm. Mẫu này mỗi thứ em còn bộ. Rồi 50.000 luôn, ai lấy lên chốt em khủng long xanh size 7. Size 7 nha mấy chị đẹp, size 7. Size 6 là mã nhện, size 7 là khủng long. Ai có size lên chốt mấy chị. Qua mẫu. Ai có size lên hết cái bộ này cho em đi. Trời ơi nó đẹp lắm luôn mấy chế luôn. Rồi bây giờ em còn cái bộ này là size mấy ta? Size 12 luôn, mã đen. Ai lấy bộ này lên chốt đi, mã đen. Mã đen size 12. Trời cưng quá, bộ đẹp. Bộ suit game. Rồi size 12, 30 tới 33 kg ok luôn mấy chị nha. 32, 33 kg ok luôn. Rồi sale cho mấy chị luôn. Đẹp lắm luôn. 69.000, ai lấy lên chốt mã này cho em đi. 69.000 luôn. Xuất sắc luôn, cái bộ đen này đẹp lắm. 30 tới 33 kg ok nha mấy chị. Ai có size lên hốt. Mấy cái nào lẻ lẻ là em xả rẻ cho nó hết luôn á nha. 69.000, 69.000. Trời ơi cưng quá luôn. Rồi chào Hồng Thúy. Nhanh tay lên mấy chị. 69.000. Bộ này là 95.000 nha. Em sale 69.000. Chị nào có size lên chốt mã đen cho em luôn. Mã đen nha. Chị lên áo khoác cho bé trai nha chị. Ok bé trai của em nhiêu ký nhiêu tuổi đi, Hồng Thúy. Hồng Thúy. Rất là đẹp luôn. Nhanh tay comment lên cho em nha. Ai thích mẫu nào mấy chị comment lên cho em nha. Số tuổi rồi số ký nha ca nha Hồng Thúy. Rồi qua mẫu. Rồi qua mẫu nha. Size 12 chị nào lấy lên chốt. Trời ơi đẹp lắm luôn mấy chị đẹp ơi. 28kg. 28-30kg có phát còn rồi. Hết rồi con. 28-30kg hết rồi cưng ơi. Bây giờ chỉ còn 26kg à nha Thúy ơi. Còn 26kg à nha. Bây giờ chị mới kêu comment số ký số tuổi lên á. Bây giờ chỉ còn 26kg à.
Rồi qua mẫu nha mấy chị. Trời ơi đẹp lắm luôn. Rồi size 12, size 13 chị nào lấy đẹp lắm luôn. Size 12 là 30 tới 32 kg mấy chị đẹp ơi nha. Size 13 là từ 33 tới 36 kg. Rồi sale cho mấy chị 74.000, ai lấy lên chốt cho em. 74.000 bộ 3D nha mấy chị, thun lạnh 3D đẹp lắm luôn. Rồi ai lấy mã này lên chốt em, mã trắng nha, mã trắng. Mã trắng Superman đẹp quá trời luôn. 74.000, 74.000 size đại, nhanh tay lên cho mấy chị. 12 với 13. Size 12 là 30 tới 32 kg nha, size 13 là 33 tới 36 kg. Em còn 2 bộ. Trời ơi đẹp lắm mấy chị. Trời ơi chế nào có size lên hốt 2 bộ này đi. Nó đẹp lắm luôn á. Rồi qua mẫu. Qua mẫu nha mấy chị. Em lên cho mấy chị này đẹp nè. Trời ơi cưng quá luôn. 65 nha mấy chị ơi, nhí 65 nha. Ai lấy mã này lên chốt cho em. Mã 8, mã 8 kềm size. Mã 8 là mã khủng long mà, đẹp lắm luôn. Nhí 65, 4, 5, 6, 7, 8, 65 ngàn. Chế nào lấy lên chốt cho em nha. Size đại em còn một bộ size 9 à mấy chị. Size đại còn bộ size 9, 78 ngàn. 4, 5, 6, 7, 8. Ai lấy sát nách lên chốt cho em nha. Cái quần là nó làm cái quần giả riêng đó mấy chị. Cưng quá luôn. Đẹp ơi là đẹp luôn. Rồi ai lấy lên chốt em. Mã 8 kèm size 4, 5, 6, 7, 8. Sale 65 ngàn. Rất là đẹp luôn. Ai có size thì lên chốt nha mấy chị đẹp. Size đại em còn một bộ size 9, 78 ngàn. Chị nào lấy lên chốt em mã 8 kèm size nha. Qua mẫu. Giờ em lên sắp nắp trước nha mấy chị đẹp nha. Ai còn ai thích mẫu nào thì cứ comment lên cho em mẫu đó. Rồi mã số 6. Mã số 6 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11. Rồi chế nào lấy lên chốt em mã 6 kềm size. Mã 6 kềm size. Trời ơi đẹp lắm luôn. Nhí là 65 nha. 4, 5, 6, 7, 8, 65 ngàn mã 6. Chị nào lấy mã này lên hốt cho em. Trời ơi xuất sắc lắm luôn nha mấy chị đẹp. Rất còn có mấy bộ nữa là hết rồi. Size đại em còn một bộ size 9 với một bộ size 11. Rồi 65 nhí 78 đại mã 6. Chị nào lấy lên chốt mã 6 kèm size cho em luôn. Đẹp lắm luôn mấy chị ơi. Mã 6 kèm size nha. Rồi mã 4. Chị nào lấy mã này lên chốt mã 4. Mã 4 là người nhện, đẹp quá trời luôn. Mã 4, em còn 4, 5, 6, 8. 4, 5, 6, 8. Size đại cũng còn một bộ size 9 nè à. Chế nào lấy lên chốt. Đẹp quá mấy chị. Trời ơi, giặt đẹp lắm luôn mấy chị ơi. Rồi, mã này là mã 4 nha. Ai lấy mã này lên chốt em. Mã 4 kèm size. Size 4, size 5, size 6, size 8. Rồi, sale cho mấy chị 65 ngàn nha. Size đại một bộ size 9. Một bộ size 9. Size 9 là tầm 26 27 kg nha mấy chị. Qua mẫu. Ôi đẹp lắm mấy chị đẹp ơi. Rồi qua mẫu nha mấy chị yêu ơi. Mã 4 nha, mã này là mã 4. Rồi lên tiếp mã 2 4 5 8 mấy chị. 4 5 8 còn 3 bộ và mã 2 kèm size 65 ngàn luôn. Mã 2, chị nào lấy mã này lên chốt em mã 2 nha. 4, 5, 8, còn có 3 bộ thôi. Chị đẹp nào lấy lên chốt. 4, 5, 8, sale 65 ngàn. 4, 5, 8. Chị nào có size cứ lên chốt nha mấy chị. 4, 5, 8. Rồi, qua mẫu, qua mẫu. 4, 5, 8, chị nào lấy lên chốt cho em. Còn có mấy bộ, mã 2 còn có 3 bộ, hết size đại luôn. Rồi em lên tiếp mã 6. Mã 6 kèm size 4, 5, 6, 7, 8. Mã 5 chứ quên, mã 5.
ai lấy mã này lên chứ em mã 5, size đại em còn size 9 với size 10 mấy chị nha, size 9 với size 10. 65 78 mã 5, mã 5 là mã cam robot đẹp lắm luôn. Mã 5 kèm size cho em luôn. 65 nha, 65 nhí 78 đại mã 5. Rồi qua mẫu. Trời ơi đẹp lắm luôn mấy chị yêu ơi. Không lấy là tiếc luôn. Đẹp lắm. Không lấy là tiếc luôn. Rồi 4 5 6 7 9 luôn. Trời ơi sao còn đúng bộ 9 luôn. 4 5 6 7 9. Nhanh tay lên mấy chị ơi, mã 5, mã 3, mã 3 kèm size cho em luôn. 4 5 6 7 9 mấy chị đẹp. Lên nhiều nhiều lên cho em đi cả nhà, vô đông đông chia sẻ mạnh tay lên cho em đi mấy chị, chia sẻ cho nhiều người vô coi đi cả nhà nha. Rất là đẹp luôn. Chia sẻ nhiều nhiều lên cho em đi mấy chế ơi. Ờ đẹp quá trời luôn mấy chị ơi. 4 5 6 7 9 nha. 65 78. Đẹp lắm luôn. Mã đây là mã 3. Chị nào lấy lên chốt em mã 3 kèm size nha. Mã 3 kèm size. Đẹp quá. Mã 3 kèm size cho em luôn. Bây giờ mới áo lẻ 18 tới 31 đi. Ủa không có không bấm thơm mà móc ra. Móc hả? Đẹp lắm luôn á. Thôi giờ lỡ rồi để chút đi. Rất là đẹp luôn. Bây giờ em lên tiếp mã 1 nha. Mã 1 kèm size luôn. Ai lấy sát nách lên chốt nha mấy chị ơi. 9, 11, 12, 13. Rồi 65, 78, 9, 11, 12, 13, sale 78. Chị nào lấy mã này lên chốt cho em nha. Rất là đẹp luôn. Cái dạng quần nó giả riêng đó mấy chị. Siêu đẹp luôn. Trời cưng quá chị ơi. 4, 5, 6, 7, 8. 4, 5, 6, 7, 8. 9, 11, 12, 13. 9, 11, 12, 13. Mã 1 cho em luôn. Ai lấy lên chốt mã 1 kèm size nha mấy chị đẹp. Mã 1 kèm size. Trời ơi cưng quá mấy chị yêu ơi. Không lấy tiếc lắm luôn á. Mấy chị không lấy tiếc lắm. Rất là đẹp luôn. Rồi chế nào lấy sát nách nhanh tay lên nha. Mã 7. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Size đại em còn size 9, size 10. Chị nào lấy lên hốt nè. Trời ơi đẹp. Ơi là đẹp luôn á mấy chị nha. Thì cái quần nó làm đẹp lắm. Quần giả riêng á. Rất là đẹp luôn. Chế nào lấy lên chốt mã 10 cho em. Ê mã 7 nha. Mã 7. 65.000, 78.000 size đại. Đẹp lắm luôn. Qua mẫu 65, 70, 78 nha mấy chị đẹp. Rồi bây giờ em lên tiếp cho mấy chị cái mẫu. Em lên có tay nha cả nhà. Lên có tay cho mấy chị nha. Lên nhiều nhiều lên cho em đi mấy chị. Lên đông đông lên nha mấy chị vô. Hơi bị ức. Rồi lên có tay nè. Trời ơi đẹp quá. Size 6 còn có một bộ à. 16 18 kg. Rồi sale 65.000 luôn. Ai lấy lên chốt em mã 1. Chị nào lấy bộ này lên chốt mã 1, em lên có tay nè. Mã 1 kèm size 65 10 11 12 13 79.000 giá sale trên live. Ai lấy lên chốt cho em 65 nhỏ 79 lớn nha mấy chị. Đẹp lắm. Rồi mã 1, ai lấy bộ này lên chốt thì còn có một bộ à, size 6 16 tới 18 kg. Còn có một bộ size nhỏ. Mã 1. 10 11 12 13 79.000, ai lấy lên chốt mã 1 cho em. Đẹp lắm luôn mấy chế yêu ơi. Mã 1 kèm size. Rất là đẹp luôn. Trời ơi bộ đẹp lắm. Rồi chị nào lấy mã này lên chốt em mã 8 kèm size đi mấy chị. Mã 8 nha. Mã 8 em còn một bộ 16 tới 18 kg. Chị nào có size lên chốt. Đẹp lắm luôn. 65.000 nha. Ai lấy bộ giả riêng, quần giả riêng lên chốt mấy chị. Hết rồi. 9, 12, 14 sale 79.000. Size đại em còn 2 bộ, 9 3 bộ, 9, 12, 14. Rồi chế nào lấy lên chốt em khủng long. Dạ.
Mã 8 á, mã 8 là mã khủng long, đẹp lắm. À bỏ cái bộ ra của gì chưa? Ánh nhô xương rồng á. Xương rồng. Đổi chưa? Đổi chưa? Chưa chỉ chưa đổi mà. Ý là muốn ý là cái bộ đó chưa có sai nên chưa có biết là có muốn lấy lại hay không. À, bây giờ nếu không lấy lại thì bỏ ra để bán, ý cô là vậy. Mà chị chưa có trả lời. Đẹp lắm luôn. Sẽ lấy ra mất công thì chị chưa có đợi. Cái ý chị chưa có chọn lại cái khác nữa. À đúng rồi, nếu không lấy thì lấy để ra mình bán cho người khác. Rồi ai lấy lên cho em mã 8 nha mấy chị đẹp ơi, mã 8 kèm size cho em, size nhỏ em còn một bộ size 6 nha. Size 6 là tầm 16 tới 18 kg, đẹp lắm luôn á nha mấy chị. 65.000 Ngọc Ngọc ơi, size nhỏ 65, size đại 79.000 em. Rất là đẹp luôn, ai lấy lên chốt mã cho em nha. Rồi, ai lấy mã này lên chốt em mã 3. Mã 3 kèm size đẹp lắm. Mã 3 kèm size cho em luôn. Trời ơi đẹp lắm luôn mấy chị yêu ơi nha. Bây giờ em đọc size cho mấy chị nhỏ, em còn 4 5 6 9, 10, 11, 12, 13, 14. Đẹp lắm luôn, 40kg. Trời ơi, đẹp xuất sắc luôn mấy chị. Nó giả jean, nó có quần đẹp lắm. Rồi, chế đầu lấy lên chốt. Nhỏ 65.000. Rất là đẹp luôn. Ngọc ơi, lên chốt đi cưng để hết nè. Bây giờ em còn 4, 5, 6 à. Nhỏ còn 4, 5, 6. Chế đầu lấy mã này lên chốt cho em mã số 3 nha. Mã số 3 kèm size 65, 70. 79 mấy chị đẹp, 65 79 giá sale nha. Giá sale trên like. Rồi qua mẫu mấy chị ơi. 65 79 có áo lẻ em, áo lẻ. Áo này sao của chị là áo lẻ nha. Rồi lên tiếp nha mấy chị ơi, yêu đẹp lắm luôn. Rất là đẹp luôn nha mấy chị. 4, 5, 9, 10, 12, 13. 4, 5, 9, 10, 12, 13. Mã số 6. Mã số 6 kèm size. Siêu đẹp luôn. Mã 6 kèm size cho em luôn. Chị nào muốn lấy cái áo lẻ hay lấy gì cứ cầm em lên cho em. Em lên cho mấy chế xem. Mã 6. Trời ơi, xuất sắc quá. Mã 6 kèm size mấy chế yêu ơi. Kèm size. Em lấy cho bé nhiêu ký? Size 10 là 27 28 ký em, size 10 là tầm 27 28 ký, em muốn lấy cho bé nhiêu ký? Bé của em đang mặc đó là size mấy? Bé đang mặc ở nhà là size mấy? Trời ơi có 25 ký. 25 ký lấy size 8. Bao nhiêu tuổi Ngọc? Bé của em nhiêu tuổi giờ comment lên cho chị coi. 25 ký là lấy size 8. Size 8 là từ 23 tới 25 kg nha mấy chị. Size 9 là tầm 26 tới 27 kg. Đẹp. Rồi qua mẫu nha mấy chị, đẹp lắm luôn. Rồi ai lấy lên chốt cho em, siêu đẹp luôn. Bốn năm chín mười mười hai mười ba, bốn năm chín mười mười hai mười ba, mã này là mã số 6, mã đẹp lắm luôn, đẹp lắm luôn nè Ngọc Ngọc ơi. 25 kg size 8, cưng size 8 là từ 23 tới 25, size 9 là từ 26 tới 27 nha, em muốn lấy size nào. Rồi qua mẫu nha mấy chị. Mã này là mã số 6 nha. Mã số 6 em còn có 2 bộ à, đẹp lắm luôn. Mã này đẹp quá. Mã 6 size 9 cho Ngọc Ngọc ok em luôn. Trời ơi cái mã này nó đẹp lắm luôn đó chị. Mã 6 size 9. Ờ. Mã này em còn có 2 bộ, một bộ size 4, một bộ size 5. Một bộ size 4 là tầm 10kg tới 13kg nha mấy chị. Một bộ size 5 là tầm 14-15kg. Chị nào có size lên chốt đi, em sale 65. Size đại sale 79 nha. Size đại size 9 trở lên. 9, 10, 12, 13, 79 ngàn. Để lên mẫu nào có size 9 Ngọc chốt nha Ngọc. Đẹp lắm. Rồi qua mẫu mấy chị ơi. Qua mẫu nha. Mấy mẫu này đẹp đẹp không à. Mẫu nào còn 9 Ngọc lấy đi cưng. Hết
rồi. Mã này em còn đúng một bộ size 6, size nhỏ nha mấy chị ơi, mã 7. Mã 7, mã đẹp quá. Mã đẹp lắm luôn mấy chị. Lấy mã 6 size 9 nha Ngọc Ngọc. Đẹp lắm luôn. Trời ơi, cưng chưa? Rồi, mã này còn bộ size nhỏ à mấy chị ơi, size 16, 18 kg, 65.000. 9, 10, 11, 12, 13, 14. Đẹp lắm luôn. 70 79 70 79, đẹp quá trời đẹp luôn. Ai lấy lên chốt cho em nha. 70 79, nhỏ 70, đại 79. Ai lấy lên chốt em mã 7. Mã 7 mã ni nha, mã ni là mã 7, đẹp quá. Rất là đẹp luôn. Rồi ai lấy chốt, chị nào lấy lên chốt em mã 7 kèm size nha. Bộ này đẹp quá luôn nè Ngọc ơi, không lấy là tiếc lắm luôn. Rồi qua mẫu nha mấy chị, mã 7. Mã 7 em còn bộ size 6 à, size 6 tập 16 18 kg mấy chị đẹp. Rồi lên thêm một mã 2 nè mấy chị ơi, 58. Mã 2 này em còn size 5 với size 8 à. Chế nào lấy lên chốt 70. 58 70 nha. 11 12 13 14 79.000. 11 12 13 14 79.000, rất là đẹp luôn. À, cái bô lô tay dài á, còn ba la lớn nhất bao nhiêu ký tôi quên rồi. Nào cô. 35 ký có không? Bô lô. À 40 ký là quên. Có nha Hằng Nguyễn ơi, 35 ký có nha em. Đây. Rất là đẹp luôn. Áo này là áo Mickey. 35 ký còn màu cam. Đẹp lắm luôn, 35 ký của Hằng còn màu cam á Hằng ơi. Đẹp quá trời. Nha, 120 siêu đẹp luôn. 40 kg lận nha mấy chế. Áo sao em, áo ngoài sao em có tới 40 kg lận. Chị nào lấy lên chốt. Rất là đẹp luôn nha. Ai lấy lên chốt không? Áo đó không có 35 kg Hằng ơi. À ý quên. À có quên, áo polo này có 35 kg. Không đâu có. Áo đó có 35 kg. À áo kia mới có 35 kg, quên, áo polo sọc đúng không? Áo polo sọc có 35 kg. Áo này có 35 kg nè cưng, để chị lên cho đẹp lắm. Áo đó không có 35 kg, có tay ngắn thì có nha. Tay ngắn có 35 kg. Rồi em lên tiếp cho mấy chị, đẹp quá. Polo tay ngắn có 35 kg nha cưng. Đây là polo tay ngắn. Rồi qua mẫu nha mấy chế yêu ơi. Polo này có 35 kg nè, đẹp lắm. Polo tay ngắn có 35 kg, 7 kg tới 35 kg, đẹp lắm luôn nè, Hằng lấy chốt. 70 nhỏ, 80 đại nha. Đẹp quá trời luôn. Rất là đẹp luôn. Nè có cái hàng sọc chữ ở trước dễ thương lắm luôn. Rồi chị nào lấy lên chốt, Hằng lấy bô lô ngắn thì có 35. Rồi qua mẫu nha mấy chị. Ai lấy mã này lên chốt em mã 2. 58, 11, 12, 13. 58, 11, 12, 13. Trời ơi đẹp lắm luôn. Giá nào lấy lên chốt 70, 79 nha. Nhí 70, đại 79, ai lấy lên chốt. Còn có mấy bộ nha cả nhà. Rồi qua mẫu. Rồi bây giờ em lên cái mã này cho mấy chị. 65 nha, nhí 65, đại 79 luôn. Nhí 65, đại 79, em đang lên 3D nè, đẹp quá mấy chị ơi. Ai có size lên chốt 456-65.000, 456-65 million nha. Ai lấy mã này lên chốt em million kèm size 456. Trời ơi, cưng quá mấy chị ơi. Giá nào lấy lên chốt thì mấy chị lên chia sẻ nhiều nhiều lên cho em đi cả nhà. Mấy chị chia sẻ cho em nhiều nhiều lên đi mấy chị.
4, 5, 6, 12. Size đại em còn một bộ 12 nha mấy chị. Size 12 30-32kg nha. 32-33 cũng được đó mấy chị nha. Chế nào lấy lên chốt. Rồi lên tiếp 3D nè. Trời ơi chung quá luôn. Rồi ai lấy mã này lên chốt em. Batman kèm size 4568 sale 65.000. 4568 65. Size 9 13 9 với 13 79.000. Ai lấy lên chốt nha. 65-79. Cực kỳ đẹp luôn. Ở bộ 3D này nó đẹp lắm luôn. Có 9 của Ngọc Ngọc này Ngọc. Nào có 9 Ngọc lên chốt đi em. 65-79 nha. Chế nào lấy lên chốt trên like cho em luôn. Đẹp lắm luôn nha cả nhà. Giá này là giá sale á. Giá sale trên like nhí 65. Đại 79. Đại còn size 9 với size 13. Ai có size lên chốt 9-13. Đẹp lắm. Rồi mã xe. Ai lấy mã này lên chốt em mấy chị. 4-5-6-7-8-6-5 ngàn nha. 4-5-6-7-8 sale 65-9-11-13 sale 79 mã xe. Đẹp quá trời đẹp luôn nha. Bộ xe hơi đỏ nè. Chị nào lấy lên chốt cho em. Đẹp xuất sắc luôn. 4-5-6-7-8-9-11-13 size đại còn 3 bộ. Ai lấy lên chốt nha mấy chị. Bộ xe cưng quá luôn. Cái hàng 3D này nó đẹp lắm luôn nha cả nhà ơi. Chị nào lấy thì cứ lên hốt cho em đi. Rồi xe kèm size nha. Bộ xe kèm size. Rồi robot kèm size cho em luôn. Ai lấy mã này lên chốt em mã robot nha mấy chị. 65 nhí 79 đại. Chị nào lấy lên chốt nè. Đẹp lắm luôn mấy chị. Không lấy uổng lắm luôn. 65-79 robot. Ai lấy mã này lên chốt em mã robot nha. Nhí. Bây giờ em còn 4-5-6. Size đại em còn 9-13-14 40kg lớn nhất luôn. Trời ơi đẹp lắm luôn. Cả nhà ơi. Robot kèm size. Cực kỳ đẹp luôn. Rồi chị nào lấy lên chốt. Robot kèm size. Qua mẫu. Có nha, lên thông tin đi em. Em chưa có thông tin, lên thông tin cho chị đi Ngọc. Rồi qua mẫu nha mấy chị đẹp. Rồi lên tiếp cho mấy chị nè. Trời ơi cưng quá luôn. 9-11-13-14 sale 79.000. Sale 79.000. Chị nào lấy lên chốt. 9-11-13-14. Đẹp quá trời luôn. Mã cách tình. Chị nào lấy chốt em mã xanh kèm size nha. Mã xanh kèm size. Trời ơi cưng quá mấy chị ơi. Đẹp ơi là đẹp luôn. 9-11-12-14. Ai lấy mã này lên chốt em xem 79 nha. 79. Trời đẹp xuất sắc luôn. Chị nào lấy lên chốt cho em nha. Đúng. Rồi qua mẫu nha mấy chị. Ai lấy lên chốt em cấp tình. Bộ cấp tình một xanh này nè. Rồi qua mẫu mấy chị yêu. Có lên quần cưng, có lên quần. Đẹp lắm luôn, quần thun da cá nè. Để chị lên cho đẹp lắm. Rồi bây giờ em lên tiếp cho mấy chị mã quần sọc nha. 4-5-8-11-12 4-5-8-11-12. Chị nào lấy lên chốt cho em. Đẹp lắm luôn. 4-5-8-11-12 sale 74.000. Ai lấy mã này lên chốt 4-5-8-11-12 nha. Nhanh tay lên nha mấy chị đẹp. Rất là đẹp luôn, mấy mã này đẹp đẹp không à. Rồi ai lấy lên chốt. Cực kỳ đẹp luôn. 65-74 65-74 458 mã robot. 11-12 74.000.
Chị nào lấy mã này lên cứu em, mã robot nha mấy chị, robot kềm size. Trời ơi cưng quá trời cưng luôn, cưng ơi là cưng luôn. Rồi qua mẫu mấy chị đẹp ơi, rồi ai lấy mã này lên cứu em, mã khủng long đi mấy chị, khủng long kềm size 4 5 6 8 11 12 13, 4 5 6 8 11 12 13, 79.000 size đại, đẹp xuất sắc luôn. Mã khủng long, ai lấy mã này lên chốt em mã khủng long nha mấy chị yêu. Khủng long, khủng long, khủng long kèm size qua mẫu. Em lấy quần cô tông da cá hay là gì Ngọc? Quần cô tông hay là gì em? Cô hung cô tông da cá đúng không? Rất là đẹp luôn á. Áo này có 35kg luôn chứ mà. Áo này, áo này nè. À không, 31kg. 31kg. 18 tới 31. Rồi qua mẫu nha mấy chị yêu. Rồi quần cô tông cực kỳ đẹp luôn. Lên quần cô tông da cá sale 45 trên like luôn cho mấy chị đẹp, 45.000. Ai lấy quần lẻ áo lẻ comment lên cho em nha mấy chị. Rồi chị nào lấy quần lẻ áo lẻ lên comment lên cho em. Đây đẹp lắm luôn, cô tông da cá mấy chị, phối với áo lẻ nè, phối với áo lẻ cho bé nó mặc đi chơi đi học đều được luôn nha mấy chị. Phối thành một bộ nha, đi học đi chơi đều được luôn, rất là đẹp luôn. Đây, ai lấy quần này lên chốt em, quần màu rồi kèm số ký, số tuổi luôn nha mấy chị đẹp. Quần nó khác với đồ bộ. Trắng trắng. Trắng là trắng ngôi sao nè mấy chị, khủng long. Robot. Rồi, nai. Đẹp lắm, cô tông da cá này mặc sướng lắm luôn. Đỏ, mỏ neo. Rồi, em xe cho mấy chế 45 trên like, chị nào lấy lên chốt nha. Quần rất là đẹp luôn, 45.000. Khủng long kèm số ký số tuổi cho em luôn mấy chị đẹp. Chị nào lấy lên chốt nha. Rồi khủng long mỏ neo, ngọc kèm số tuổi giùm chị luôn, rất là đẹp luôn mấy chị ơi. Nhanh tay lên em sale 45 trên like cho mấy chị. Robot trắng khủng long nha, cực kỳ đẹp luôn, 45.000. Ai lấy quần lẻ áo lẻ lên chốt cho em, quần lẻ áo lẻ mấy chị. Rồi nay ba cái luôn, nhanh tay lên nha mấy chị đẹp ơi, comment số tuổi số ký. Bởi vì tại sao em xin số tuổi số ký để chốt cho nó chắc ăn, để chốt cho nó chắc ăn nha mấy chị. Cực kỳ đẹp luôn, robot nay rất là đẹp luôn á, mỏ neo khủng long cực kỳ đẹp luôn. Rồi còn cái trắng này nữa sao không lấy, cái trắng này nữa sao không lấy cưng, đẹp lắm nha, cái trắng này rất là đẹp luôn, cái trắng hơi sao rồi nè, mặc đẹp lắm luôn á. 25kg nha, cho Ngọc Ngọc 4 quần, 25kg 5 tuổi, 25kg 5 tuổi đâu, giờ lấy 4 màu. Nai robot khủng long với lại đỏ mỏ neo, đẹp lắm luôn, rất là đẹp. Em coi cái gì á, 25kg 5 tuổi còn caro không, để cô lên luôn, đẹp lắm luôn. Rồi còn thêm một màu caro nữa nè, con có lấy luôn không, còn lấy em Ngọc nè, 25kg nha, đẹp lắm luôn. Cho em xem đại quần như Nguyễn Thị Quỳnh. Rồi Quỳnh ơi, chị đang lên quần là lấy chốt nha. Rồi của Ngọc Ngọc còn thêm một cái caro nữa nè. Mấy chị cứ comment số tuổi, số ký nha, là em sẽ lên màu cho mấy chị chọn. Mấy chị chọn mà nào có thêm màu nào nữa em lên cho mấy chị luôn, đẹp lắm. Rồi của Ngọc là còn thêm cái caro.
Rồi chế nào lấy lên chốt nha. Đẹp lắm luôn. Rồi chốt ra Ngọc Ngọc ngoài 4 cái quần với một cái bộ đồ bộ. Có lấy thêm đồ bộ nữa không? Mấy chị nào lấy lên chốt nha em nha. Em đang lên quần lẻ nè. Em sale 45.000 nha. Khủng long robot đỏ mỏ neo nha mấy chị. Nai xanh caro nữa, đẹp lắm luôn. Mấy chế nào lấy cứ comment lên cho em. 45.000 đẹp lắm. 45.000 quần lẻ 45. Sao có lấy caro luôn không? Rồi qua mẫu nha mấy chị ơi. Quỳnh ơi lấy 2 cái 17kg 3 tuổi. Quần nào mới được, comment quần lại cho chị đi. Vi ơi, 45.000 nha Vi Vi. Trời lâu lắm mới gặp em luôn. 45.000. Đây chị cho xem lại nè mấy chế đẹp ơi. Nha. Rất là đẹp luôn. Mỏ neo, ấy quên. Khủng long. Robot cô tâm da cá nha mấy chị. Mấy chị nào mua quần là biết rồi đúng không? Khỏi quảng cáo. Đỏ mỏ neo. Nai. Caro. Quần này là em sale 45, cô tâm da cá 45. Chị nào lấy lên chốt cho em. Rất là đẹp luôn nha mấy chị ơi. Ai lấy lên chốt cho em nha mấy chị. Ngọc, hỏi mày lấy size mấy vậy Ngọc? Ngọc size 7. Của em size 7 nha Ngọc. Thoải mái mà con này bự. Size 7 là chị lấy thoải mái cho em luôn nha. Đồ bộ nó khác với quần lẻ nha. Đồ bộ nó khác với quần lẻ mấy chị đẹp ơi. Rồi robot với nai cho Quỳnh nè. 17kg 3 tuổi. Robot với nai của em là lấy size 7 á, cho Ngọc Ngọc á là mặc thoải mái luôn nha mấy chị. Lấy cho em tới 26kg luôn á. 24 tới 26kg luôn á là size 7. Robot còn nai nhích lên một cây được không? Quỳnh ơi, Quỳnh. Quỳnh ơi, robot thì chỉ còn nha. Robot thì còn, còn nai nhích lên size được không Quỳnh? Nai nhích lên size được không? Được thì ok chị, quần nai nhích lên size nha. Nếu được thì Quỳnh ok, cũng thôi chọn màu khác. Đẹp lắm luôn mấy chị, 45.000 trên like. Rồi được, Quỳnh là ok rồi. Lấy nhích lên size đi cưng, quần đẹp. Rồi của Quỳnh là hai quần. Rồi một cái đúng size, cái nhích lên size. Rồi 45.000 của Quỳnh rồi nha cưng. Rộng nhiều không chị? Không đâu cưng, nhích lên size không có nhiều đâu. 2kg à ha. Không có nhiều đâu. Không có nhiều, 1kg 2kg. Rồi qua mẫu nha mấy chị đẹp ơi. Vi có lấy quần không Vi ơi? À cái xác chó đó là size của Ngọc Ngọc không? Xác chó cao cấp á. 25kg hả? Nhưng hết để coi. Để chị coi nha Ngọc Ngọc, để chị coi còn không. Vi chốt 5 quần 25kg. Nhiêu tuổi Vi? Vi comment số tuổi lên cho chị đi cưng. Bởi vì em hỏi tuổi là vậy á. Lấy quần á, cái còn đầu bộ là mấy chị biết sai rồi ha. Mấy chị, em chỉ có hỏi khách mới thôi. Còn mà khách cũ á, là đã biết sai rồi. Tự vì sai quần nó khác với lại sai đầu bộ. Vi 5 quần bé nhiêu tuổi Vi? Vi rất là đẹp. Hai chị kia có quần nữa. Người 4, người 2. Rồi 4 quần á, là của Vivi 5 màu 25kg chị. Nhiêu tuổi Vi ơi? Làm em số tuổi lên cho chị đi. 4 tuổi nha. Của Vivi 4 tuổi 5 quần 25kg. Của Ngọc nè. Của Ngọc Ngọc 4 quần phải không? Đúng. Của Ngọc Ngọc 4 quần nhân 45. Rồi của Ngọc Ngọc nè. Của Quỳnh là có cái bao rồi đó nãy bỏ vô. Rồi giơ tay lên nha mấy chị đẹp ơi. Rất là đẹp luôn.
Rồi chị nào lấy quần nữa comment số tuổi số ký lên cho em đi mấy chị nha. Em sale quần lẻ 45.000, quần lẻ 45.000 của Vi, 5 quần 25kg 4 tuổi BB. Quần hình chiếc xe hết rồi Thần Ngọc ơi, 25kg của em hết rồi, quần chiếc xe hết rồi. Có là chị lên rồi. Chiếc xe đâu còn 25kg không con? 5 tuổi của Ngọc Ngọc á. Hết rồi cưng ơi. Đẹp lắm. Ngọc Ngọc, chiếc xe còn lớn hơn size lấy không? Ngọc ơi, chiếc xe lớn hơn size lấy không? Rồi giờ lấy 5 quần 25kg 4 tuổi, đẹp lắm luôn, cho BB. Là báo màu luôn nha. Ừ. Còn robot nè. Robot nè của BB nè. Robot Caro. Caro. Của BB nha. Đỏ. Đỏ. À, xanh khủng long. Xanh khủng long. Đẹp lắm luôn, chị báo màu cho BB á. Bốn trắng, ghi trắng. Rồi với lại trắng, năm quần của BB 4 tuổi, 25 kg nha. 4 tuổi 25 kg. Còn 5 màu. Đẹp lắm luôn rồi, chớ là BB 5 màu đi. 2 3 4 5. Rất là đẹp luôn. Rồi chớ BB rồi nha cưng, 5 quần 25 kg. Rồi lên thông tin cho chị đi Ngọc Ngọc ơi. Rồi ok Vi nè. Vi ở Phú Nhuận. Mấy chị vô inbox cho em thông tin đi nha mấy chị. Để em khi là em lưu thông tin lại là em mới mốt mua lần nữa là em không có xin. Tự vì bấm máy nó ra cái thông tin của mình rồi nha mấy chị. Chị nào mà khách mới á, lên thông tin cho em nha. Cho số điện thoại địa chỉ đầy đủ vô inbox cho để em lưu lại nha mấy chị. Mấy chị cho trên like là em không có lưu lại được nha. Áo sọc đằng sau Mỹ Huyền ơi, ok Mỹ Huyền. Đẹp lắm luôn. Rồi của VV là 5 quần cho VV. Đẹp lắm, áo sọc ngoài sau đây. Rồi áo sọc ngoài sau là 80.000 nha nha Mỹ Huyền. Áo sọc ngoài sau là 80, đẹp lắm luôn. Đây chỉ có hai màu à nha, mẫu này có hai màu, áo polo sọc là trước ngực là hình thêu nha mấy chị. Đây rất là đẹp luôn, có hai màu à, sọc đen nha, sọc đen với lại xám, rất là đẹp luôn. Em inbox rồi ạ. À, rồi ok, cảm ơn em nha Ngọc. Đây, rất là đẹp. À, đẹp lắm luôn á Huyền ơi. Hương Liên áo sọc có 40 kg không? Không, áo này mới có 40 kg nè. Hết luôn rồi hả? 40 không áo lẻ. À 40 hết rồi cưng ơi, mẫu này có mà hết luôn rồi. Đẹp lắm luôn. Rất là đẹp luôn. Ê nãy mày nói cô này như quên mất tiêu rồi không? Cái áo polo mới nè. 18 tới 31 còn polo mà. 31. Ừ. Rồi bây giờ em lên tiếp cho mấy chị nha. 18 tới 21 kg à. 31 chứ. 31 hả? 31 kg. 110k. À shop mình ở Sài Gòn nha Ngọc ơi, shop mình ở Sài Gòn nha em. VV áo sọc đen 25 kg. Rồi đợi xíu nha VV. Rất là đẹp luôn. Ngọc ở đâu vậy em? Em ở đâu vậy? Rồi VV đợi chị xíu nha Vi. À Hồng Đào chị lên đồ thun 3D cho em xem với. Rồi ok Hồng Đào. Ok Hồng Đào chị lên 3D cho em luôn. Rồi chốt cho VV cái sọc đen 25kg. Sọc đen 25kg. VV à? Ừ. Mà giấy này của ai? 5 quần 25kg. 5 quần 25kg tôi bỏ vô rồi á. Rồi sọc đen 25kg cho VV. Đẹp lắm luôn. 80. Áo polo.
của Vivi là 4 tuổi. Rồi ai lấy quần nữa lên chốt nha mấy chị ơi nha. Chị nào lấy quần nữa lên chốt cho em, rất là đẹp luôn. À, có sọc xám á, Vi có lấy không? Đẹp lắm luôn nè, bây giờ em lên áo polo này nữa nè, rất là đẹp luôn nha. 70 nhỏ, 80 lớn luôn mấy chị, đẹp lắm luôn. Polo nè Vi ơi, rất là đẹp luôn. Vi có lấy thì ok chị. 70, 80 nha, em đang lên polo. Polo tay ngắn, siêu đẹp luôn, siêu đẹp luôn nha. Mấy cái áo này đẹp đẹp không mà. Rồi bây giờ lên cái áo này nó nhiều mẫu áo lắm luôn nha mấy chị nha. Em lên nhiều mẫu áo luôn. Bộ chó còn 23kg rồi. À cái bộ chó hồi nãy ai hỏi á, cái bộ chó bây giờ em còn có 23kg rồi nha Ngọc Ngọc. Cái bộ chó á, chỉ còn 23kg lớn nhất à. Đẹp lắm luôn. Hồng đào quần lính Vĩnh Long có size 19 và 28 không chị? Có chị. Có nha, hồng đào có. Còn có. Giấy VV. Rất là đẹp luôn. Giấy cái áo. À giấy cái áo. Có nha Đào ơi, có. Ai lấy quần comment số tuổi, số ký lên cho em đi mấy chị. 80 ngàn nè, đẹp lắm. Lên cái áo này cho Vivi chốt luôn nha Vivi. Đẹp quá. Để gì lên 3D cho Hồng Đào nha. Hồng Đào comment quần trước đi. Trời ơi, áo này đẹp lắm luôn nha mấy chị ơi. Đây, cô Tông xịn sò luôn nha. Rất là đẹp luôn. Áo này là 101. Chị nào lấy lên chốt cho em màu. Áo cao cấp nha. Polo, ý quên, rất là đẹp luôn nha. Siêu đẹp luôn. Ai lấy áo tay dài lên comment lên cho em nha. Lấy em cái quần khủng long đi chị. Đào ơi, nhiêu ký cưng, nhiêu ký, nhiêu tuổi nha. Nhớ comment số tuổi đi mấy chị. Em đang lên áo này là 101 nè mấy chị đẹp ơi. Nó đẹp lắm luôn. Xịn lắm. Áo cao cấp xịn sò luôn. Rồi, chế nào lấy áo này lên chốt cho em nha. 31kg lớn nhất nha mấy chị. 31kg lớn nhất, đẹp lắm luôn. Nhanh tay lên comment lên cho em. Trắng nha. Chị nào lấy cái này lên chốt trắng. Rồi ai lấy áo này lên chốt cho em là xám. Xám 101 một áo đẹp. Siêu đẹp luôn. 4 tuổi 18kg với 27 28kg 4 tuổi. Hai quần khủng long. 4 tuổi 18kg chỉ là 4 tuổi 28kg. Ừ. Ừ ok. 4 tuổi 18kg với 27 28kg mấy tuổi cưng? Hồng Đào. Sao cho có con bé vậy, còn con bé nữa đâu, con bé 27 28kg mấy tuổi? Đào comment rõ đi để chị lấy cho nó đúng á nha, bởi vì em rất là kỹ á mấy chị, bởi vì mới hỏi số tuổi chứ. Nói số ký em lấy số ký cho rồi đi khỏi mất công. Cho nó nhanh nữa, à, làm vậy còn mất công em nữa. Hai đứa 4 tuổi hết nha. Hai đứa 4 tuổi hết, một đứa 18kg, một đứa 27 hoặc là 28 cũng được. 27 tới 28. Rồi ok Đào á, ok ha. Rồi chị nào lấy áo cô, áo này lên chốt cho em nha. Xịn lắm luôn mấy chị, em đang lên cái hàng cô tông dài nha mấy chị nha. Rất là đẹp luôn. Cô tông cao cấp nha mấy chị. Cô tông da cá cao cấp. Nãy cô nói nhiều đứa nhỏ 18kg không? Đứa nhỏ 18. Rồi chị nào lấy lên chốt cho em nha. Em lên màu á, cái này là đen, cái này là đen, cái vàng. Mấy chị 101, 101. Hồng Đào dồn đơn bữa giờ ở shop giùm em. Ủa Hồng Đào có đơn đâu? Hồng Đào đâu có đơn gì đâu. Em đâu có mua gì đâu Đào. Em đâu có mua gì đâu có đơn. Dồn đơn bữa giờ ở shop giùm em. Em chị không có giữ đơn em nha. Đẹp quá. Kỹ chưa? Ừ. Coi rồi phải không? Ừ. Kỹ. Đẹp lắm luôn. Rồi chị nào lấy lên chốt nè. 101, 101 áo xịn sò luôn nha. Hàng này hàng cao cấp nha chị. Ai lấy lên chốt màu. Có màu xanh nữa nè. Có nha cương thanh trần. Để lên 3D cho mấy chị nè. Đẹp lắm luôn. Ôi áo xịn. Mấy áo này mấy chị mua mặc sướng lắm luôn. 101. Rồi Vi ơi lấy chốt màu nha Vi. À cái chị này là bữa chuyển khoản á hả? Nhớ có một chị chuyển khoản chứ phải tên Hồng Đào. Nếu mà có vậy thì có. Có một chị chuyển khoản giữ thì được. Coi bởi vì tao mới kêu mày. Trời thấy không, bởi vì không có coi mà là trả lời là người ta không có. Có rồi nha cưng. Rồi rồi có nha Hồng Đào. Có giữ đơn của em nha. Bởi vì kêu mày coi trước thì trả lời sao. Rồi có nha Đào ơi. Đào có.
Để nhớ hai đứa cùng. Chị nhớ lộn á nha, nhớ lộn cái người kia. Của Đào có, của Hồng Đào có. Cái kia cũng Đào nữa. Mà đi rồi nên chị ra lộn á. Áo này tới 31kg à nha Nguyễn An ơi, 31kg à nha cưng. Chị Ngọc Ngọc lên thông tin luôn nha chị ơi. Nói inbox rồi đó. Có đâu. Ai biết. Đâu có inbox đâu. Ngọc Ngọc nè, để đọc cái tin nhắn của Ngọc Ngọc à em. Mấy chị lấy hàng nhớ em inbox rồi ạ. Đó, Ngọc Ngọc đó. Rồi qua mẫu với chị đẹp ơi, rồi chốt hai cái quần cho Hồng Đào rồi nha. Hồng Đào. Cái gì mày? À. Rồi lên hai cái quần. Đào có lấy thêm quần không Đào? Hồng Đào có lấy thêm quần không? Hai quần cho Hồng Đào nè. Nhân 45 nhẹ. Rồi lên tiếp nha. Bây giờ em qua mẫu nha mấy chị. Còn chị nào lấy quần nữa nhanh tay lên comment lên cho em số quần, số tuổi luôn nha mấy chị đẹp. Tuổi luôn. Đẹp lắm luôn. Rồi bây giờ em lên 3D cho mấy chị 15kg của ai nè. Ai mới hỏi. Thấy chưa ạ? Thấy chưa? Hai. Ngọc Ngọc. Có đâu. Ủa em cho thông tin ở đâu vậy Ngọc? Coi chừng cho bên trang khác. Em cho thông tin chị ở đâu vậy? Chưa có thấy cưng có. Bên Suboy 1 thì cho bên Suboy. Em lên Suboy chốt thì cho bên chị Suboy nha. Có nhân viên đang kiểm tra đó, không có thấy tin nhắn gì của em hết trơn. Em chốt ở đâu em cho thông tin ở đó. Em đừng có chốt bên cái trang này, em cho trang khác. Chị đang coi cái trang này nên không có qua cái trang khác coi được nha mấy chứ. Rồi bây giờ em lên 3D cho mấy chị nha. 3D quần ngắn đẹp lắm luôn. Rồi bây giờ em sale cho mấy chị 65.000 nha mấy chị nha. 65.000 4578. 65.000 ai lấy lên chốt cho em. Rất là đẹp luôn. Mã xe 4578 ai lấy lên chốt cho em mã xe kèm size nha. 9 với 12. 9 12 sale 74.000. Rất là đẹp luôn. 9 12 sale 74. 4578 sale 60.000. 65.000 đẹp lắm luôn. Xe hơi em đang lên 3D chế nào có size lên chốt. Rất là đẹp. 4578 nhanh tay lên cho mấy chị. 65 9 12 sale 74 không con? 74 không? Ừ, đẹp lắm luôn. Em nhắn bên Bin, trời ơi mua bên Suboy, trắng bên Suboy đi. Chị đang trực tiếp bên Suboy á nha Ngọc. Chị đang trực tiếp bên Suboy. Khi nào em mua Bin á, em nhắn Bin. Chị mới qua bên chị coi được. Bây giờ đang trực tiếp Suboy cho chị bên Suboy nha. Trời ơi, mua Suboy chốt bên bởi vậy. Rồi VV size 9. 74.000 size 9 cho VV nè. Hai cái quần này của Hồng Đào nha. Đẹp lắm luôn, bỏ chung vô đây luôn á. Rồi qua mẫu nha mấy chị. Trang trần đâu rồi? Trang có size 5 của em nè. Đẹp quá trời luôn, thanh trần chứ. Thanh trần có size 5 là 14-15kg size 5 nha mấy chị đẹp. Em qua mẫu. Còn ai mà thích mẫu nào thì cứ comment lên cho em mẫu đó nha. Chị nào mà thích mẫu nào thì cứ comment lên mẫu đó cho em. Đẹp lắm. Rồi qua mẫu mấy chị ơi. Ai đưa đồ à? Cái nào có chín? 48 65.000 nha mấy chị ơi. 48 65.000 13 14 79.000 đẹp lắm luôn. À, 74.000 chị nào lấy lên chốt cho em. 48 13 14 48 65.000 13 14 74.000 đẹp lắm luôn. Ai lấy lên chốt nha mấy chị đẹp. Rồi qua mẫu nha mấy chị. Thể thao hiệu còn không chị Ngọc Ngọc để cho coi cưng. Rồi bây giờ em lên tiếp.
trí cho mấy chị nè, rất là đẹp luôn. 4, 5, 6, 7, 8 mã xe, 65.000 mã xe, 9, 11, 13, 70, 79.000, đẹp lắm luôn. Chị nào lấy lên chốt nha. 65, 79 mã xe, chị nào lấy lên chốt cho em, đẹp xuất sắc luôn. 65, 79 mã này không có 10 cưng ơi, Vi ơi, mã này có 9 là lấy ok chị nha, hết 10 rồi. 9, 11, 13 còn có 3 bộ à mấy chị ơi. 9, 11, 13 chị nào lấy lên chốt em mã xe. 4, 5, 6, 7, 8 đẹp quá trời luôn. Hồng đào có size của bé nè. 4, 5, 6, 7, 8 nha mấy chị đẹp, chị nào lấy lên chốt nha, rất là đẹp luôn. 65, 79 mã xe, chị nào lấy lên chốt em mã xe kềm size. Rồi qua mẫu mấy chị đẹp ơi, xe nào có size chốt đi nha. Đà, nha nha Vi ơi, cực kỳ đẹp luôn á. Ủa này hết size nhỏ hả? Hết nhỏ rồi, này hết nhỏ rồi mấy chị ơi. Mã đẹp lắm luôn nè, mã xanh cấp tình. 9, 11, 13, 14, 79 ngàn, chị nào lấy lên chốt nha. 9, 11, 13, 14, 79 ngàn cho em luôn. Ai lấy lên chốt cho em bộ xanh nè, mã xanh kèm size cho em luôn, đẹp lắm. Mã này em hết size nhỏ rồi. Đẹp lắm luôn mấy chị đẹp ơi. Mã này hết size nhỏ nè, có 9 là lấy chốt cưng. Rồi qua mẫu. Rồi lên tiếp cho mấy chị. Batman 4, 5, 6, 8, 65 ngàn. 4, 5, 6, 8, 65 ngàn. 9 với 13, 79 ngàn. 9, 13 lên chốt đi Vi ơi, còn có 2 bộ luôn à. Bộ size 9 với bộ size 13. Chị nào lấy lên chốt em mã Batman nha. Bộ Batman đẹp lắm luôn. 9, 13, 9, 13 size đại. Size đại còn 2 bộ, size nhỏ còn 4, 5, 6, 8. 4, 5, 6, 8. Qua mẫu. Rồi lên tiếp cho mấy chị đẹp nha. Robot kèm size cho em luôn. 4, 5, 6, 10, 9, 13, 14. Bộ robot mã cam đẹp quá. 4, 5, 6. Sale 65 ngàn. Trời ơi đẹp quá mấy chị đẹp ơi. Chị nào nãy giờ lấy lên chốt cho em nha, cực kỳ đẹp luôn. Hồng đào ơi, quá trời size của bé nè, sao không lấy ra hồng đào. Em kêu lên 3D quần ngắn nè, 3D quần ngắn nè mấy chị đẹp ơi. 65, 79 nha. Chị nào lấy mã này lên chốt em mã robot. 9, 13, 14. Qua mẫu. Nhí 65, đại 79. Đẹp lắm luôn mấy chị đẹp ơi. Chị nào lấy thì cứ lên chốt cho em. Rồi khủng long xanh. Khủng long xanh 65 ngàn cho mấy chị luôn. 4, 5, 4, 8 4, 8, 65. Rồi size 9 74 ngàn cho Vivi luôn nè. Vi ơi size 9 74 ngàn. Còn bộ à, như để dành cho Vivi á. Rồi lấy chốt khủng long nha mấy chị. Ai lấy mã này lên chốt cho em. Size 4 với size 8 còn 2 bộ. Qua mẫu. Bốn tám, bốn tám. Trời ơi đẹp quá mấy chị đẹp ơi. Không lấy ổn lắm luôn. Rồi lên tiếp cái mã này nè. Em cần đồ dài tay. Hồng đào quá hả. Đẹp quá à. Đồ dài tay còn size 6 với size 27, 28 kg. Rồi lên tiếp cho mấy chị nè. Rất là đẹp luôn. Sao nãy comment 3D, nãy em cầm ben 3D đồ ngắn, bây giờ em cần đồ dài. Rồi đồ dài đại xíu đi cưng. Em nói cầm ben đồ ngắn 3D chị mới lên em nè. Rất là đẹp luôn. Rồi 6, 9, 12, 14, 65, 79,
65 79 đẹp lắm luôn. Mã này là quần thun giả jean nè, VA đào AVV. Quần thun giả jean nè, đẹp lắm. Rồi chế nào lấy lên chốt nha. Size nhỏ em còn một bộ size 6 tầm 16 tới 18 kg à mấy chị, còn có một bộ à. Đẹp quá trời đẹp luôn nha, giả jean, giả jean. Mấy chị coi cái quần nó đẹp lắm luôn á. Cái quần nó đẹp lắm. 9, 12, 14, 79 ngàn. Ý quên là, à, đúng rồi, 79 ngàn, nhí 70, đại 79. Nhí 70, đại 79, đẹp lắm. Rồi, khủng long cho BB nè. Có BB rồi, này để dành cho em. Để lên cho ha, Hồng Đào nha, Hồng Đào. Bộ dài cho Hồng Đào. Không có 6. Có 6 không? Không. Hết 6. Ừ, không đặn 3D không có 6. Là đẹp. Rồi 79 ngàn cho VV size 9, mã ra mã 8 khủng long nè. Rồi qua mẫu nha mấy chị ơi, size đại em còn 12, 14 nha mấy chị, 12, 14 qua mẫu. Rồi size 9, 70, nhí 70, đại 79 mấy chị, đẹp lắm luôn. Chị nào lấy thì cứ lên chốt. Rồi mã 3, mã này là mã 3 nha, chị nào lấy lên chốt em mã 3 kèm size 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Đẹp lắm luôn nha, quần giả jean nha mấy chị, đẹp quần 3D mà nó làm giả jean đẹp quá. Rồi chị nào lấy lên chốt em mã 3 kèm size 4, 5, 6, size 9 đến size 14, mã 3 chị. Chị nào lấy chốt em bộ này đi, mã số 3 kèm size, mã số 3 kèm size. Qua mẫu. Rất là đẹp luôn á, Vi có lấy thể thao không Vi? Chị lên thể thao cho, đẹp lắm. Còn mã cao mà đẹp quá, Vi không lấy. Mã đẹp quá trời. Mã 3 đẹp. Đẹp lắm luôn, mã 3 size 6 cho Nguyễn Thị Quỳnh, Nguyễn Như Nguyễn Thị Quỳnh, mã 3 size 6. Đó mới bỏ ra. Mã 3 size 6, 70, 79 mấy chị. Bộ này giả riêng, cái quần nó đẹp lắm mấy chị, lên lấy đi. Em hết rồi, em đọc size vậy là hết rồi đó. Mã 3 size 6. Mã 3 size 10 còn không? Còn. Còn mã 3 size 10 cho VV luôn. Mã 3 size 10. Ok em luôn. Quần với VV hai bộ. 70, 79 nha mấy chị. Nhí 70, đại 79. Rồi của VV 79 đẹp lắm luôn. Thể thao sắc nách hả chị? Ồ, đúng rồi cưng, đẹp lắm. Thể thao sắc nách đẹp lắm luôn cưng. Rồi lên thêm một mã này nữa nè, đẹp lắm luôn mấy chị. Ai lấy lên chốt nha, cực kỳ đẹp luôn. Nay còn đồ nào size 8 không chị? Đẹp quá trời luôn. Rất là đẹp luôn nha mấy chị. Đây, chị đọc size nè, Phùng Như ơi, có size 8 của em nè. 4, 5, 6, 7, 8. 4, 5, 6, 7, 8, 65 ngàn. 9, 11, 14, 79 ngàn. Đẹp lắm luôn, mã xanh. Đẹp bộ đẹp lắm mấy chị ơi nha. Mã 3 size 5 cho Thanh Trần. Ok em luôn nè, trời ơi Trần ơi, em Trần ơi, nãy giờ em chỉ lựa hoài mà em chưa có chọn được. Có nhiều mẫu đẹp quá trời luôn, chị kêu em quá trời luôn. Mã 3 cho Thanh Trần size 5 luôn. Mã 3 size 5 cho Thanh Trần. Đẹp lắm. Rồi chị nào lấy mã này lên chốt cho em đi mấy chị. Mã xanh Superman nha. Nhanh tay lên em đọc size nè. 5, 6, 7, 8. 65 ngàn. 9, 11, 14, 79 ngàn. Đẹp lắm luôn mấy chị. Nhanh tay lên chốt cho em đi. Rồi size 8 cho Bảo An nè. 65 ngàn cho Bảo An luôn. Rồi mã xanh size 8 cho ok Bảo An rồi. Đẹp quá. Rồi qua mẫu mấy chị ơi. Chín mười một mười bốn đẹp lắm luôn. Rồi chốt ra Bảo An. Thanh Trần bấm giấy chưa ta? Chưa thấy. Đẹp quá trời. Rồi của Thanh Trần nè. Mã 3 size 5 đúng không? Mã 3 size 5 cho Thanh Trần đi, đẹp lắm luôn á. Mã xanh size 8 cho Bảo An. 9, 11, 14 nè, chị nào lấy lên chốt đi. Vi ơi có 9 rồi Vi. 65 ngàn. Của Thanh Trần 70 nè. Size nhỏ không thấy đâu.
Thanh Trần 70 của Vi 65, à của Bảo An 65. Tay 8 mấy bộ. Rồi qua mẫu nha mấy chị đẹp ơi. Rất là đẹp luôn á, để lên size 8, mẫu nào còn size 8 chứ. Có tay hết 8 rồi. Hôm nay size 8 rồi. 85 đẹp lắm luôn á. Cái bộ này đẹp đẹp không à. 5 nhiều lắm á. Rồi lên nè mấy chị đẹp ơi. 4514 mã cá mập xanh cho em luôn, cá mập dạ quang đẹp quá. 4565.014.79.000 chị nào lấy lên chốt 14 em sale 74.000 chứ quên, cái mã này 74 không, mã này 74 à. 65-74 đẹp lắm luôn, nhanh tay lên chốt cho em mấy chị ơi, mã cá nha, mã cá này có size 5 của Thanh Trần nè, có 5 có 8 rồi, rồi qua mẫu nha mấy chị, đẹp lắm. Rồi em qua mẫu. 4568 khủng long xanh cho em luôn, 65 11 12 13 79.000. 65 79 khủng long, chị nào lấy lên chốt cho em mã khủng long nha. 65 79 đẹp lắm luôn mấy chị đẹp ơi, nhanh tay lên chốt đi, em đọc là hết rồi mấy chị nha, em sale trên live mấy chị 65.000 tranh thủ lên chốt đi, xuất sắc lắm luôn. Rồi qua mẫu. Rồi khủng long 8 cho Bảo An nè, 25 cho Thanh Trần có luôn à. Thanh Trần ơi đẹp lắm luôn, 8 cho Bảo An, 65 Thanh Trần size 5 luôn. Rồi qua mẫu với chị đẹp ơi, qua mẫu đẹp lắm luôn, bây giờ em lên sát nách cho mấy chị nè, cực kỳ đẹp luôn. Mã này là mã số 7 nha, mấy chị chỉ cần comment lên em mã số 7 kèm size, rất là đẹp luôn. 65-78 mã 7 nha, mã 7 đẹp lắm luôn, mã 7 cực kỳ đẹp luôn, nhanh tay lên nha mấy chị đẹp ơi, mã 7 kèm size. 4-5-6-7-8 4-5-6-7-8-9-10 cực kỳ luôn, mã 7 bộ đẹp quá này, có 9 có 10 nè của Vivi nè. Rồi 65 78 đẹp quá trời luôn nha. 65 78 mã số 7, mã số 7 cưng, mã số 7 chứ không phải mã 1, mã 7 size 10, ok Vivi nè. 78.000 ai lấy lên chốt đi, có 8 có 5 là của Bảo An với lại Thanh Trần. 65 78 qua mẫu rất là đẹp luôn, mã 7 size 9 cho Ngọc Ngọc, ok em luôn, mã đẹp lắm đấy chị, size đại là em hết trơn rồi đó, size đại là em hết rồi, chị nào lấy lên chốt nha. Rồi của Ngọc Ngọc size 9 là Ngọc 78.000 đẹp lắm luôn á. Gì vậy Thanh Trần, Thanh Trần có lấy không nè Ngọc, Thanh Trần có lấy không cưng, đẹp lắm luôn, có size 5 của em nè, này là dạng quần giả jean nó đẹp lắm luôn, đây đây đây, trời ơi không lấy nó hết, không lấy hết mấy chế đẹp ơi, rất là đẹp luôn, lấy thì ok chị đi cưng. Rồi qua mẫu mã 7 nha, ai lấy mã này lên chỗ em mã 7 kèm size đẹp lắm, mã 7 kèm size đồ dài đi cô, em đồ dài còn size 8 không, dài dài 3D á, dài 3D ừ. Không còn bộ gì nhất, còn bộ gì nhất hả, ấy lên cho Bảo An nha, đồ dài 3D Bảo An còn bộ size 8 là Bảo An, để tính là hai bộ này cho hai người. Mã 7 size 6 ok em luôn, mã 7 size 6 rồi ok Quỳnh luôn rồi nha Quỳnh. Trần có lấy không, Thanh Trần có lấy không, còn bộ size 5 nè có lấy không, rất là đẹp luôn, 65.000. Rồi size đa 6 cho Như Quỳnh đi, cái bộ mới đưa ra kè, ừ mới bỏ kè chưa có lấy.
Rồi giờ lên tiếp cho mấy chị nè. Mã xe 4578 sale 65.000 cho mấy chị luôn á. 4578 nha, sale 65. Chị nào lấy lên chốt cho em đi, đẹp lắm luôn. 4578 12, size đại em còn bộ 12. Chị nào lấy chốt em mã xe, bộ đẹp xuất sắc luôn mấy chị nha. Thấy cái bộ này đẹp đẹp không à. Lâu lâu nó mới về cái hàng 3D quần sọc đó mấy chị, không lấy uổng lắm luôn á. Rồi em sale trên like 65.000. 457812. 457812 đẹp lắm. Rồi qua mẫu. Rồi bây giờ em lên cái mã này đẹp lắm luôn nha. Mã 1. Mã 1, chị nào lấy mã này lên chốt cho em. Trời ơi, đẹp lắm luôn. Mã 1 kèm size 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 65 nhí, 78 đại. Mã 1, ai lấy sát nách lên chốt cho em mã 1 kèm size. Xuất sắc quá mấy chị đẹp ơi. 65, 78. Chị nào lấy lên chốt mã 1 size 10 không có cưng ơi. Mã 1 bây giờ size 9, 11, 12, 13 VV. 9, 11, 12, 13. Lấy 11 không? Hay lấy 9 đi. Mã 1, mã 1. Ai lấy mã này lên chốt nha. Qua mẫu. Đẹp lắm luôn mấy chị ơi. Rất là đẹp luôn. Lấy 9 đi Vi. Mã 1. Rồi chế nào lấy mã 1 lên chốt cho em nha. Mã 1 size 10. 78.000 nhí 65.000. Rồi bây giờ cái bộ dài nè mấy chị, đẹp lắm luôn nha. 3D tay dài quần dài 478 sale 85.000. Chị nào lấy lên chốt. Này còn có bộ size 8 là cho ai nè, nãy ai hỏi quên rồi. 478 bộ midi, bộ măng ớt mấy chị, mã cam, size 4, size 7, size 8, sale 85, size 11, size 12, size 14, sale 95. Rồi chị nào lấy lên chốt cho em, đẹp quá. Size 8 còn có một bộ à, Bảo An phải không? Bảo An còn coi like không? Rồi qua mẫu, 3D dài nha mấy chị, 3D dài đẹp lắm. Sale 85, 85 size nhỏ, 95 size đại. Bảo An còn có một bộ à, An ơi, chị lên cho em á. Đẹp lắm luôn. 47, bây giờ em còn 47 nha mấy chị. 11, 12, 14. Rồi size 8 cho Bảo An, 85.000. Size đại 95 mấy chị. Rồi 85 cho Bảo An đi, đẹp lắm luôn. Rồi dài size 8 ok con. Dài size 8 cho con á, đẹp lắm luôn. 478 nha mấy chị đẹp. Rồi em qua mẫu. Rất là đẹp luôn. Bỏ này vô cũng quên. Rồi lên tiếp cho mấy chị nè. 4812, chị nào có size lên chốt nha. Mã nhện đỏ. 4812, 4812 rất là đẹp luôn. Ai lấy lên chốt. 48 sale 65 nha, size 12 em sale cho mấy chị là 74.000, rất là đẹp luôn. Nhanh tay lên chốt mấy chị ơi, 4812 còn có 3 bộ à. 458 vô có 5 nữa nè mấy chị, có 5 nữa nè. Rất là đẹp luôn, Bảo An 8 ok Bảo An. Có 5 của Thanh Trần nè, Thanh Trần ơi, đẹp lắm. 65.000. Rồi qua mẫu nha mấy chị. Bây giờ em còn 4545 với 12 mã nhện. 4512 mã nhện, 6574, 6574. Qua mẫu. Rồi lên tiếp sát nách mã 3, mã 3 chị nào lấy mã này lên chốt em mã 3 nha. Mã 3 kèm size. Mã 3 kèm size, trời ơi đẹp chưa, cái quần nó làm bạc bạc y hệt như cái quần jean luôn á mấy chị, y hệt như cái quần jean luôn. Mã 3 4567 45679. Còn bộ size 9 của Vivi.
4567 456765 size 978. Rồi mã này là mã 3 nha, mã 3. Ai lấy lên chốt em mã 3 kèm size. Mã 3 kèm size, trời ơi nó đẹp lắm luôn mấy chị đẹp ơi. Rồi mã 3 size 5 cho Thanh Trần. Ok Thanh Trần. 6579 mấy chị ơi, mã 3 còn bộ size 9 đúng không? Đúng không? Mã 3. Vi ơi, mã 3 còn bộ size 9 cho Vi á Vi. Size 9 mã 3 cho Vi luôn. Ok em. Bảy tám cho VV rồi, đẹp lắm luôn mấy chị đẹp ơi, nhanh tay lên chốt nha mấy chị đẹp ơi. Rồi bây giờ em qua cái qua mẫu nha mấy chị. Ủa mấy này lên chưa, cũng lông rồi lên chưa? Chưa lên thì chị gì nãy có tay năm rồi tay tám. Trời ơi đẹp lắm luôn, 48 mấy chị ơi, 48 65 ngàn luôn, 489 còn bộ size 9 rồi Vi ơi, khủng long 48 65 ngàn, size 9 là sale 74 ngàn. Chị nào lấy lên chốt cho em nha, 489 khủng long xanh, đẹp quá trời đẹp luôn mấy chị. Chị nào có size lên chốt nha, 65 74, 65 74 cực kỳ đẹp luôn, 65 74. Hồng Đào còn coi like không? Hồng Đào, Hồng Đào không có lấy gì ha, Hồng Đào lấy thêm gì không? Hồng Đào rồi bây giờ em lên cái mã này đẹp lắm luôn, thể thao nha, sale 65 ngàn luôn. Rồi 65 ngàn cho mấy chị luôn, size 565, size 565, size 11, size 12, sale 79 75 luôn, 65 75. Ai lấy mã này lên chốt với em mã cam. Còn mấy này size 9 đẹp lắm luôn nha, 65 75 rất là đẹp luôn, chị nào lấy lên chốt. 11 11, size 11, sale 75 ngàn cho mấy chị luôn á. 19 nha, 11 12, sale 75, chế nào lấy lên chốt. 11 12 75, size 565, qua mẫu đẹp lắm luôn. Rồi lên cái set cho Thanh Trần này, đẹp quá. Rồi mã này mã USA, size 565 ngàn cho mấy chị luôn nè. Ai có size 5 lên chốt bộ này cho em nha, đẹp lắm luôn, thể thao size 5, 14 15 kg, chế nào lấy lên chốt em bộ USA nha, USA size 5, 65 ngàn. Mã này đẹp lắm luôn á mấy chị, chị nào có size cứ lên hốt cho em. Rồi qua mẫu. Rồi em lên cái mã này là mã 6, mã 6, mã 6 nha, mã 6 kèm size 4 5 7 8 9 11, 4 5 7 8 9 11, đẹp lắm luôn, 65 78, mã số 6. Ai lấy mã này lên chốt em mã 6 kèm size nha, đẹp lắm, 4 5 7 8 cực kỳ đẹp luôn mấy chị ơi. Ai có size lên hốt mã 6 size 9. Rồi size 11 em còn một bộ 28 tới 30 kg, 78 ngàn, mã đẹp lắm luôn mấy chị ơi. Trời ơi cưng quá mấy chị ơi, 45678 nha, 45678 rất là đẹp luôn. Lên cho VV chứ. Sáu mươi lăm bảy mươi tám rất là đẹp luôn mấy chị, đẹp tranh thủ lên chốt nha cả nhà ơi. Mã 5 kèm size nha, mã 5 kèm size, mã 5 là mã robot nè, đẹp lắm luôn. Mã 5 kèm size cho em luôn, cực kỳ đẹp luôn. 65 70 78, 45 6 7 8, chị nào có size lên chốt nha, 9 10. Đẹp quá mấy chị ơi. Rồi size đại em còn 2 bộ, size 9 với size 10, ai có size lên chốt nè, hốt luôn Vi ơi, đẹp lắm luôn, mã này đẹp lắm luôn. 45678 mã số 5. Mã số 5 kèm size cho em luôn, size đại còn 9 với 10 nha, size đại còn 9 10. Rồi lên tiếp, đẹp lắm luôn.
Rồi mã này là mã số 2458. Mã số 2458 rất là đẹp luôn. Rồi mã 5 size 5 cho Thanh Trần đi. Mã 5 size 5. Rồi bây giờ em lên tiếp mã 2 nè mấy chị. Mã 2 em còn có 3 bộ à. 458, 458 hết đại rồi. Siêu đẹp luôn. Rồi chế nào lấy lên chốt em. Mã 2, mã 2, 458, 65 ngàn hết size đại. Rồi 65 ngàn. Chế nào lấy lên chốt nè. Mã 5 cho Thanh Trần, 65 ngàn. Rồi chào con em Mến Nguyễn. Mã 5, mã 5. Ê quên mã 2. Ai lấy mã này lên chốt em mã 2 nha. Qua mẫu. Mã 2 còn 3 bộ à. Mã đẹp quá à. Có size 8 nè. Chế nào lấy lên chốt luôn đi. Trời ơi nó đẹp quá trời luôn mấy chị, đẹp ơi. Đẹp lắm, cái hồi này nó đẹp lắm. Còn em qua mẫu mấy chị ơi. Siêu đẹp luôn. Cái gì à? Lấy đồ mã 5. Rồi em lên một mã này nữa nè mấy chị ơi. Mến Nguyễn có quần sọc cho bé trai 17kg không chế? Trời ơi có. Có Lina 18-19kg mã cam. Lina 18-19kg mã cam là mã mấy quên vậy? Mã 5 á hả? Vậy lấy 19 hay 18 em? Lấy 19 đi ha, lấy size 7 đi. Bây giờ em 18 hay 19 Lina? 18 hay 19 nè, chị đọc size cho em nha. Nếu mà bé 18kg thì em lấy size 6, 19kg thì lấy size 7 nha. Size 7 là 19-22, size 8 là size 6 là 16-18 nha. Bé 19kg ok, lấy size 7 nha nè. Lấy size 7 đi. Lấy chốt cho mình bóp không hỏi. Lina ơi, nãy em có chốt trong inbox phải không cưng? Nãy em có chốt hàng trong inbox phải không? Lina cái bông á. Không nhớ avatar mà con nhớ có cái tên Lina. Không chị, không chị. Không có, phải chị nhầm sao đi. Rồi, chắc là tên khác nữa đó, cũng trùng tên. Em mới vào. Ôi ok em, mã cam đi, mã 5 á, mã 5 một size 7 cho Lina nè. Ok Lina nha. Lấy size 7 cho Lina 65.000. Mã đó có size 9, size 10 đó sao Vivi không lấy ta? Vivi ơi, mã số 5 đó là mã cam á. Rồi bây giờ em lên thêm một mã này nữa nè, em mới vào. Ok em, đẹp lắm luôn. Rồi nhanh tay lên chốt em mã 8, mã 8 nha. Cực kỳ đẹp luôn. Quần sọt 17kg có, đợi chị xíu nha Mến Nguyễn, đợi chị xíu nha. Rất là đẹp luôn nha mấy chị ơi. Rồi ai lấy lên chốt cho em nè, siêu đẹp luôn nha. Cam này có lấy size 9 luôn không em? Rồi 457, 456, 789, mã số 8. Mã số 8 là mã khủng long á mấy chị, đẹp quá à. Ai có size lên chốt cho em đi. 456 78, 65.000. Nhanh tay lên mấy chị, size đại là 78.000. Rất là đẹp. Chị nào lấy lên chốt cho em nha. Mã này là mã số 8. Mã số 8 kèm size qua mẫu. Rất là đẹp. Chị nào lấy lên chốt. Mã 8 kèm size. Chị đẹp ơi. Em lên thêm một mã này nữa nè, cưng quá luôn á. Mã này cũng có 9 luôn nè Vivi. Mã số 4 kèm size cho em luôn mấy chị đẹp ơi. Mã này là mã 4 nha. Ai lấy mã này lên chốt em mã 4. 4 5 6 8 9. Đẹp quá trời luôn. 4 5 6 8 65.000 nha mấy chị ơi. Size 9 lên sale 78.000. Ai lấy mã này lên chốt em mã 4 kèm size. Mã 4 là mã nhện đó mấy chị. Cực kỳ đẹp luôn. Rồi mã 4 kèm size. Mã 4 kèm size qua mẫu. 4, 5, 6, 8. Mã 7 đẹp quá à. Không lấy khủng long. Khủng long đẹp quá trời luôn. Không lấy Lina đẹp. Rồi qua mẫu mấy chị ơi. Rồi đẹp lắm luôn. Rồi xe cho mấy chị 65 nha. 65 luôn. Mã Batman 3D. 4, 5, 6,
8, 9, 13, 79 ngàn, nhí 65, đại 79. Chị nào lấy lên chốt cho em, đẹp lắm luôn. Batman nha, bộ Batman đẹp lắm luôn. 65 size nhí, 79 size đại, chị nào lấy lên chốt nha. Qua mẫu Batman kèm size 65, 79. Rồi qua mẫu nha mấy chị đẹp ơi, 65, 79 qua mẫu. Rồi cái mã gì ơi, này đẹp lắm luôn nè, có size của size 5 với size 13. Chị nào lấy lên chốt đi, size 5 với size 13, 65, 75 luôn. Size 13 là 33-36kg đó, 33-36kg em sale cho mấy chế luôn nha. Em sale cho mấy chế luôn, 65, 75, ai lấy lên chốt. Đẹp quá trời đẹp. Rồi qua mẫu nha mấy chị đẹp ơi, qua mẫu nha. Chế nào lấy lên chốt nha mấy chị đẹp ơi, để lên size 7 cho Lina mới vô. Để lên size 7 cho em chốt nha. Rồi bộ LV xanh 65.000 luôn, chị nào có size lên chốt, size 5 với size 10, 65, 75. 65, 75 đẹp lắm luôn, 5 với 10, 5 với 10 còn 2 bộ à. Rất là đẹp. Mến Nguyễn có ý gì nè. Vivi đâu rồi, Vivi còn coi like không? Mã này có size 10. Size 5 với size 10, chị nào lấy lên chốt, 65 với 75 đại luôn. Bộ LV xanh 5, 10, 5, 10 nha. Nó đẹp quá trời. 5, 10, 5, 10, 65, 75. Chị nào lấy mã này lên chốt cho em đi. Mã xanh LV nè, cưng quá. Mã xanh đẹp. Rồi lên thêm tiếp cho mấy chị nè. Em xem ba lỗ. Ok. Hết ba lỗ đúng không? Rồi cái mã này là mã 3 kèm size cho em luôn nha. Mấy chị ghi mã số 3 rồi kèm size cho em. Cực kỳ đẹp luôn. Quần thun mà nó làm giả riêng đó mấy chị. Nó đẹp lắm. Đọc size nha. 4, 5, 6, 7. Hết đại rồi. Rồi sale 65 ngàn cho mấy chị luôn. Mã số 3. Mã số 3. 4, 5, 6, 7. Lấy chốt nè. Đẹp lắm mấy chị. Chị nào có size lên chốt cho em nè. Mã này có size của Lina đó. Mã nào còn 7 lấy đi Lina ơi, hết rồi. 4, 5, 6, 7 nha. Chế nào lấy lên chốt. Mã 3. Đó, các em mấy chị cứ cầm cái mã lên cho em là đẹp lắm luôn nha. Size 7 mã 3 cho Lina. 65 nha. Mến Nguyễn lấy quần 17kg. Rồi để chị lên cho Mến Nguyễn nè. Rồi mã số 1 kèm size cho em luôn. Mã 1, ai lấy bộ này lên chốt em mã 1. Mã 1 kèm size. Trời ơi đẹp quá mấy chị ơi. Mã 1 kèm size 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13. Size đại 79 ngàn, 78 ngàn, nhí 65. Mã 1. Chị nào lấy mã này lên chốt em mã 1 nha. 4, 5, 6, 7, 8 mã 1. Ai lấy sắc nách lên chốt nha mấy chị, nó hết rồi đó. Qua mẫu. Hốt đi, có mẫu nào lấy mẫu đó đi cưng, hết rồi. Mã 1. Rồi chị qua mẫu khác nha, lên thêm một bộ này nữa. Đó. Bộ này có sai. Mã 6, mã 6. 4, 5, 6, 7, 8, 11. Size đại còn một bộ 11. Chị nào lấy lên chốt nè mấy chị ơi. Rất là đẹp luôn rồi hết. Ai lấy lên chốt nha mấy chị. Có một size cứ lên chốt. Rồi mã này là mã 6. Mã 6, 4, 5, 6, 7, 8. Size đại em còn một bộ size 11 đó mấy chị. Size 11 là tầm 28-30kg nha. Mã 6. Rồi lên thêm một mã này nữa là mã 8 cho Lily. Rồi mã 8 kèm size, chị nào lấy mã này lên chốt em mã 8 kèm size. Cực kỳ đẹp luôn. Mã 8, mã 8. Chế nào lấy nhanh tay lên nha mấy chị. Rồi, qua mẫu.
Mã 8, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Rồi qua mẫu mấy chị đẹp ơi. Lên quần lẻ cho mấy chị đẹp nè. Rồi ai lấy quần lẻ lên comment lên cho em nha. Đẹp lắm luôn. Lên thể chút lên thể thao. Ừ. Rồi chị nào lấy quần lẻ lên chốt nè. Em sale 45.000, 45.000 quần cô tông da cá nha. 45.000, đẹp lắm luôn. Rồi khủng long nay mấy chị lấy nhớ comment số tuổi số ký lên cho em nha mấy chị nhớ nha số tuổi số ký để lấy cho nó chính xác. Rồi trắng ngôi sao nha, đội đẹp lắm luôn mấy chị, để gần cho mấy chị thấy cho nó rõ. Rồi đỏ, đỏ mỏ neo, đỏ mỏ neo. Rồi ai lấy lên chốt robot, robot, robot caro, caro. Rồi lấy chốt màu kèm số ký nha mấy chị. Ai lấy quần lẻ cô tông lên comment lên cho em nha. Rồi chị nào lấy lên nhớ comment màu rồi comment số ký lên cho em. Xe 45 trên like luôn cho mấy chị. 45, 45 đẹp lắm. Cô tông, cô tông da cá. Mấy chị phối với áo lẻ cho bé mặc nha, đẹp lắm luôn. Áo lẻ em sale 45.000 cho mấy chế luôn. Áo lẻ em sale 45.000, chị nào lấy lên chốt màu 45.000 cô tông. 45 nhỏ, size nhỏ 45, size lớn 55 nha mấy chị. Size nhỏ 45, size lớn 55. Mấy chị nào lấy áo cô tông lên chốt màu cho em. Nhanh tay lên nha mấy chị. Chị nào lấy lên chốt màu nè. Đẹp quá trời luôn. Em đang lên quần lẻ cho mấy chị rồi, áo lẻ luôn nha. Áo lẻ sale 45.000, size nhỏ, size lớn là 55.000, hàng cô tông. Đẹp lắm luôn nha mấy chị đẹp. Chị nào lấy áo lẻ quần lẻ lên comment lên cho em. Đẹp lắm luôn mấy chị ơi. 45, 55. Cực kỳ đẹp luôn. Rồi áo LV thì cũng 3 màu luôn, 45, 55 cho mấy chị luôn. Size nhỏ là 45 nha, size lớn 55 cô tông. Đẹp lắm luôn mấy chị đẹp ơi. Rất là đẹp luôn. Lina có lấy thêm gì không Lina? 45, 55, chị nào lấy lên áo cô tông lên comment lên cho em nha. Đẹp lắm luôn, rất là đẹp. Cô tông có, sát nách có luôn nha mấy chị, sát nách có luôn. Cứ size nhỏ 45, size đại 55 á, đẹp quá à. Nhanh tay lên comment lên cho em, nó đẹp lắm luôn mấy chị. Áo tay dài, à Lina tay dài, cực kỳ đẹp luôn. À đen xanh, size 25kg, đen xanh. Ủa áo nào cưng? Áo LV hả? Áo LV hả cưng? Vivi đen với xanh 25kg đen xanh còn không con? Nào, LV à? LV hả? Ừ. Hỏi chị lại coi, hình như chắc chị lấy cái hút liền đó. VV chị lấy hút liền hay là lấy LV? Đẹp lắm luôn. Rồi mẹ có hỏi về cái đó có còn không? Để báo còn thì báo còn, còn không còn không, thì báo. Hết rồi hả? Ừ. À. Hết rồi phải không? 25kg hết rồi hả? Ừ. Áo rút đi thì còn đủ màu. À bây giờ Vi ơi, Vi lấy áo này còn đủ nha, còn đủ. Đâu rồi? Đây. Áo rút lên. Áo này còn đủ nha, cô tông này đẹp lắm luôn á Vi ơi, rất là đẹp luôn mấy chị nha. Hàng cô tông này nó mịn lắm luôn. Áo này là chị còn đủ màu 25kg cho em. Áo đó hết rồi. Hết 25kg rồi Vi ơi. Rất là đẹp nha. Trắng, cam, vàng với đen. Trắng, cam, vàng, đen. Đẹp lắm luôn. 45, 55 luôn nha mấy chị. 45, 55 luôn. Lấy chốt. Áo rút lên này đẹp lắm luôn mấy chị ơi nha. Áo LV chị còn 26, 27kg. LV trắng, đen. Trắng, đen, đen.
LV chị còn 26, 27 kg á, DV có lấy không? Trắng đen xanh hết nha. Trắng với đen 26, 27 kg được thì ok chị Cương. Vàng đen 25 kg cho VV đi. Vàng đen áo rút lin. Rút lin vàng đen 25 kg. Ừ. 55 phải không? Đúng rồi. 55 ngàn cho VV nè. Vàng với đen 25 kg 55. Đẹp lắm luôn mấy chị ơi, ai lấy áo lẻ lên chốt nha mấy chị ơi. Áo tay dài của Lina. Lina lấy áo tay dài đúng không? Áo cao cấp ha, đẹp lắm luôn mấy chị. Để em lên đi, siêu đẹp. Bây giờ em lên cái áo tay dài này cho, cũng là cô tông luôn nha. Đẹp lắm luôn, mấy chị muốn thích áo nào thì cứ comment lên cho em nha mấy chế. Đây, cái này là tay dài cô tông, áo galit, áo galit nè, đẹp lắm luôn nha. Tay dài cô tông em sale cho mấy chị cũng là 55-65, tay dài, tay nhỏ 55, tay đại 65, cô tông trơn nha, đẹp lắm luôn. Bốn màu á, Lilina lấy thì ok chị. Nhỏ 55, lớn 65, hàng cô tông, áo galit trơn, đẹp lắm luôn mấy chị đẹp. Đó, ai lấy tay dài cô tông cho bé lên comment lên cho em nha. Mấy cô tông này nó đẹp lắm luôn mấy chị ơi, cực kỳ đẹp luôn. 55 nhỏ, 65 lớn, nhanh tay lên chốt màu kèm số ký cho em, số ký số tuổi mấy chị đẹp ơi. Đen vàng trắng với xanh. Rồi Lina lấy thì ok chị, màu ha, màu kèm số ký. Rồi qua mẫu nha mấy chị đẹp. Đẹp lắm luôn, muốn lấy áo tay dài mẫu nào em cũng có hết nha mấy chị. Mẫu nào cũng có hết luôn. Đẹp lắm luôn. Đây, cô tông da cá tay phối, đẹp quá trời luôn. Ủa mà áo này đâu có size, có 19 kg không ta? Có 18 19 kg không? Có. Đẹp. Bây giờ em lên cái mã này là mã tay phối dài nha, 89 ngàn. Chị nào lấy lên chốt cô tông da cá tay phối, đẹp lắm luôn. 18-19 kg cô giới thiệu bốn năm nào của mẫu mới luôn, đẹp lắm luôn mấy chị. Áo xanh mới nha, em lên nhiều áo lắm. Chị nào lấy áo dài cứ comment lên cho em. Đây, áo này là mấy chị mua là mấy chị thích lắm luôn á. 89 ngàn, giá bèo nhèo. Rồi chị nào lấy lên chốt cam, vàng, xám, xanh, nhiều áo lắm luôn nha mấy chị đẹp. Vi có lấy thêm áo không? Vi có lấy thêm áo không? Đẹp lắm. Rồi áo tay phối 89 ngàn, nhanh tay lên chốt cho em nha mấy chị đẹp, rất là đẹp luôn. Hàng tay dài là 89 ngàn. Xám, cam, xanh. Em lên á mấy chị thích thì cứ comment nha mấy chị. Em lên mấy chị thích thì cứ comment, đẹp lắm luôn. Trời ơi nó đẹp lắm luôn nha cả nhà ơi. Cái đó là siêu đẹp luôn. Cô tông da cá nha mấy chị, đẹp lắm luôn. Hàng này đẹp lắm luôn, có nhiều người mua làm áo khoác nữa đó mấy chị. Đẹp. Để lên một vài cái cho em. Đẹp lắm luôn. Xám. Rồi chế nào lấy lên chốt nha, đẹp quá trời luôn. Ê, Lina có thông tin chưa vậy ta? Có hình à. À Lina thông tin. Rồi Lina ơi lấy chốt nha Lina. Rồi qua mẫu mấy chị. Chị cho lại địa chỉ khác nữa. Đâu có, tôi hỏi gì. Rồi qua mẫu nào mấy chị đẹp ơi. Đẹp lắm luôn nha. Trời ơi áo này cũng đẹp lắm nè. Áo này em sale cho mấy chị này 88 hả? 88 ngàn áo chữ. Trời ơi cưng quá mấy chị ơi. Áo chữ nhanh tay lên nha mấy chị. Ai lấy áo này lên chốt em áo chữ 88 ngàn luôn. Trời ơi nó đẹp lắm luôn mấy chị. Siêu đẹp luôn. Chị nào lấy lên chốt kèm số ký số tuổi.
mấy chị nào lấy áo mấy cái hàng cao cấp mà nó không có phải giống đồ bộ, nhớ comment số tuổi rồi số ký lên cho em nha. Cưng lắm luôn, áo chữ. Chị nào lấy áo này lên cho em áo chữ cô tộc. Cái này là cô tông da cá nha mấy chị, cô tông da cá đẹp lắm. Để nói là quá đẹp luôn á, chứ đừng có nói là đẹp. Này này nó đẹp lắm. Cô tông da cá nha, ai lấy lên chốt cho em. Đẹp lắm mấy chị. Rồi qua mẫu nha mấy chị, ai lấy thì cứ comment lên cho em. Ôi nó đẹp quá mấy chị đẹp ơi. Nó nhiều màu lắm. Mấy chị thích màu nào cứ comment, tai phối là 89 nha. Tai phối là 89. Áo chữ đỏ 25kg. Áo chữ đỏ 25kg. Đẹp quá trời. Áo chữ đây đâu phải đỏ đâu, càng con sai trên 25kg. Trên cái đó là còn. Ừ, cho BB nè, đẹp lắm luôn á, 4XL. 4XL hả? Ừ. Rất là đẹp luôn nha. Cưng lắm luôn á mấy chị. Nhận hàng. Cái này là cam nha VV. Cái này là cam á Vi chứ không phải đỏ Vi ơi. Đẹp quá. Áo này là áo cam nha. Siêu đẹp luôn, 25kg cho VV. 88.000, hàng này đẹp lắm, mua rồi là mua nữa không á mấy chị mà. Xuất sắc lắm luôn nha. Áo cam không phải đỏ nha Vi. Rồi cái hàng này là tới 101 mấy chị. Hàng này là hàng 101 nha. Đẹp ơi là đẹp luôn. Mấy cái mẫu này đẹp lắm luôn. Rồi 88.000 cho VV nè. Siêu đẹp luôn. Rồi áo này là 101. Áo thể thao ha. Đẹp quá à. Cực kỳ đẹp luôn á mấy chế ơi. Chế, mấy chế nào lấy lên chốt màu cho em luôn. Mã này 101. Vàng. Ôi đẹp lắm luôn nha mấy chị. Mua là mấy chị thích lắm luôn. Cái cô tông da cá này nó đẹp lắm luôn. Mịn lắm. Đen. Rồi ai lấy áo lẻ lên chốt nha. Mấy chị nào lấy thì giờ nè nó đủ size. Xám. Trời ơi mua một cái đáng một cái. Nó đẹp lắm luôn mấy chị ơi. Xám 101. Rồi trắng. Đẹp lắm. Không cần quảng cáo, đẹp lắm luôn mấy chị nha, rất là đẹp. Rồi chị nào lấy lên chốt. Bây giờ em qua mẫu nha, qua mẫu. Chị nào lấy áo lẻ lên chốt đi. Lina chưa chọn được cái nào hả Lina? Đẹp lắm luôn á mấy chị. Rồi bây giờ em qua mẫu nha, qua mẫu nha mấy chị đẹp. Em lên thể thao nha, em lên thể thao cho mấy chị nè, cưng quá luôn á. Bây giờ em lên thể thao sale rẻ cho mấy chị nè, còn có mấy bộ à. Rải Mỹ Huyền vô hỏi áo mỏng trước, Mỹ Huyền. Em lên thể thao, em sale cho mấy chị 55.000, 65.000 luôn. 55-65 nha, mã đẹp lắm. 55-65 nha mấy chế ơi, chế nào lấy lên chốt nha, đẹp lắm. 55-65. Rồi ai lấy mã này lên chốt cho em đi. Mã số 7 kèm size 45678, em sale 55.000. 55.000 bộ thể thao đua xe nha, đua xe thể thao đẹp lắm. Mã 7 55-65, ai lấy lên chốt mã 7 kèm size cho em luôn. Mã 7 kèm size nha, cưng lắm luôn. 55-65 chế nào lấy lên chốt, đẹp quá trời đẹp luôn mấy chị ơi. Ai lấy lên chốt cho em nha. 45-6-7-8, 55.000. Size đại là 9-10-11-12-13-14, 65.000 cho em luôn. Ôi đẹp lắm luôn mấy chị. Rồi mã 7, mã 7, 55, 65, mấy chị có tin nổi không? Nó đẹp lắm luôn, cái mã này đẹp lắm luôn á. Thể thao nha, em đang lên thể thao. Chị nào có size lên chốt. 55, 65.
55 65 mã 7. Ôi cưng quá luôn mấy chị ơi. Rồi mã này là em sale cho mấy chị luôn nè. Mã 5 4 5 6 8 55 000 10 11 12 65. 55 65 ai lấy lên chốt em mã số 5. Mã số 5 kèm size nha, nhí 55 đại 65 hàng thể thao á mấy chị, thể thao. Đẹp lắm. 55 65 kèm size cho em luôn. Siêu đẹp luôn mấy chị ơi. Lấy đi Vy ơi, rẻ lắm luôn á, chị sale cho nó hết luôn, còn ít có sale rẻ luôn. Size 10 mã số 5. Size 10 mã số 5 65.000 cho Vy luôn. Đẹp. Hôm nay mấy chị nào à, bỏ qua cái này là ổn lắm luôn á nha mấy chị. Cái size này em sale cực rẻ luôn, hôm bữa là sale 80 á, size đại là 80, size nhỏ là 70 á, mà em sale cho mấy chị hôm nay 65.000 cho nó hết luôn. 65 size mã 5, size 10 mã 5 nè. Thấy mã 7 đúng không Vy? Mã 7 đẹp lắm Vy ơi, Vy nhận hàng thích, bữa là chị sale 70 80 đó, là giá sale quá nha. Giá sale quá chứ không phải là à, hôm nay mấy chị vô nhiều nhiều đi mấy chị. Hôm nay mấy chị vô nhiều nhiều đi, em sale cái mẫu này cho mấy chị mặc nó sướng thôi. Đẹp lắm. Còn ít. Rồi mã 2, ai lấy mã này lên cho em mã 2. 4 5 6 7 8 đẹp quá trời luôn á chị, gì đâu Lina ra rồi hả? 4 5 6 7 8 ra rồi hả Lina? Size 7 của em có nè, có 55.000 em xả cho mấy chị luôn, đẹp lắm luôn. Rồi mã 2, ai lấy mã này lên chốt đi. 19 10 11 12 14 9 10 11 12 14 sale. 65 nhí 55 đẹp lắm luôn. Rồi chị nào lấy mã này lên chốt em mã 2 nha. Mã 2 kèm size. Mã 2 đẹp quá luôn á cả nhà ơi. 55 65 luôn. Rồi qua mẫu mã 2 nha. Ai lấy mã này lên chốt em mã 2. Ủa cưng quá chị đẹp luôn. Lên cho Vy hốt luôn nè Vy ơi. Siêu đẹp. Rồi mã 1 kèm size cho em luôn. Mã 1 bộ thể thao đua xe nha mấy chị. Em đang lên mã thể thao đua xe. Mã 1 4 5 8 55. 4 5 8 55 9 10 11 12 14 65. Rồi chế nào lấy mã này lên chốt em mã 1. Mã 1 có 10 nữa nè Vy. Mã 1. Mã 1 kèm size cho em luôn mấy chị. Nhí em còn có 3 bộ à. 4 5 8 4 5 8 55. 4 5 8 55 9 10 11 12 14 65. Trời ơi nó 65.000 mấy chị. Sao cái bộ này sao mà nó rẻ. Rồi mã 1 size 10 cho Vy luôn 65.000. Rẻ chưa từng có luôn á, nói thiệt luôn á. Bốn năm tám mã ba. Bốn năm tám mã ba. Ai có size nào nãy chị vô rồi chị cùng Như hỏi còn bộ nào size 8 không, đâu mất tiêu rồi. 458 55.000 9 10 11 12 13 65.000 luôn. Mã số 3. Mã số 3 kèm size cho em luôn. Đẹp lắm luôn mấy chị ơi. Mã 3 kèm size nha. Rồi chế nào lấy lên chốt em. Đẹp lắm luôn. Mã số 3. Trời ơi mã này đẹp lắm luôn nè Vy ơi. Mã số 3 nha. Mã số 3. Đẹp lắm. Rồi chế nào lấy lên chốt em mã 3 kèm size 458. Trời nắng. Mã 3 458 9 10 11 12 13. Mấy chế có lấy cái gì comment lên cho em nha. Mấy chế nào mà vô sao á có lấy cái gì cứ comment lên cho em. Đẹp lắm luôn á. Cái chế thanh trần chắc ra quá.
Rồi size 5. Size 5 65.000 cho mấy chị luôn. Size 5 14 15 kg nè. Mã này đẹp lắm luôn mấy chị. Size 5, ai có size 5 lên chốt đi, 65.000 mã thể thao. Mã thể thao size 5 65.000. Chị nào có size lên chốt cho em nha, 14 15 kg á mấy chị. 14 15 kg size 5 65. Nãy giờ lên đồ dài chưa chị? Đồ dài size 6 là bây giờ chị lên cho em là bô rip nha Đào. Đồ dài á nha, size 6 lên bô rip cho em nha, đẹp lắm luôn. Lấy bô rip lên. Cô tông với bô rip luôn. Chị lên cô tông với bô rip cho em nha Đào, đẹp lắm luôn. Rồi để chị lên cho. Để lên cho em cho. Lấy lên cho Hồng Đào luôn. Rồi mã 4. Ai lấy mã này lên chốt nghe, mã 4 55-65. Rất là đẹp luôn, nhanh tay lên chốt cho em. 55-65 ai lấy lên chốt. Mã thun 3D em vô trễ quá rồi. Size 6 thì hết toàn bộ rồi cưng nha. 3D size 6 hết hả con? 3D size 6 rất là đẹp luôn. 4, 5, 6, 8, 10, 11, 14, 10, 11, 14. Cái 3D dài có bộ nào cho bé lớn không? Cái 11 rồi, ta hơi bận. Thầy kia có 4 tuổi rồi. Đẹp lắm luôn, 7, 9 giờ hết rồi cưng ơi. 7, 9 em vô trễ quá trời luôn rồi. 3D đó đẹp lắm luôn á, size 7. Còn nhưng mà không có size 7, size 9. Bảy còn có một bộ lẻ. Size 7 chỉ còn có một bộ lẻ à, lấy không? Size 7 còn một bộ lẻ. Còn kia là size 10, có mẫu nào size 10? Size 11. Size 11 lộn Đào ơi, bự lắm. 3D á, thun lạnh 3D. Đẹp quá trời luôn nha. Lấy thì chị lên nha, size 7 còn có một bộ à. 4, 5, 6, 8. Ai lấy ba cô tông size đại comment lên cho em đi mấy chị. Chị nào lấy cô tông size đại comment lên cho em nha. Cô tông xúc á, đẹp lắm luôn. Size đại có 40kg. Rồi mã này ai lấy 3D lên chốt cho em. Không có lấy 3D tay ngắn hả Đào? Có lấy 3D tay ngắn không? Em không mặc bô rí. Đẹp lắm luôn mấy chế ơi. Ai lấy thêm gì comment lên cho em đi mấy chị. Mấy chị lấy gì comment lên cho em đi mấy chị. Để lên cái bộ này cho Hồng Đào nè. Size 7 còn có một bộ à Đào ơi. Mấy chị thích mẫu nào comment lên cho em mẫu đó nha. Nhiều mẫu lắm.
Rồi chị nào lấy mã này lên giúp em mã 4. Mã 4 nha. Ai lấy bộ này lên mã 4 cho em kèm size đi. 4, 5, 6, 8, 10, 11, 14 cho tới 40kg á. Em share cho mấy chị 65 nha. Size nhỏ là 55. Size nhỏ em sale 55 cho mấy chị luôn. Đẹp lắm luôn. Rồi chế nào lấy lên chốt 55, 65 luôn. Đẹp lắm luôn. Âu cái bộ tay dài thun lạnh 3D nào size 7 đâu. Rồi bây giờ em lên bô rip cho mấy chị nha. Đẹp lắm. Rất là đẹp luôn nha. 4, 3, 4, 6, 7. Sale cho mấy chị 65.000 bô rip tay phối. Trời ơi cưng quá mấy chị ơi. 3, 4, 6, 7. Nhanh tay lên chốt cho em đi. Bộ dài bô rip nha mấy chị. Robot. Đẹp lắm. Bộ này quá đẹp luôn. Rồi 65.000 bô rip tay phối. Size 7 thì còn bộ à, lấy ông đào. Size 7 còn có bộ à, Midian nè. Cái à, không phải à, Among Us. Đẹp lắm luôn. Mấy chế vô trễ quá bởi vậy đâu còn. Rất là đẹp luôn. Mấy cái hàng này mới về á, mấy chị mua sơ vô sớm mua á. Ai còn có bộ size 7 mã này à, lấy chốt nha Hồng Đào. Đẹp quá luôn. 85.000. Sale 85. Size 7 sale 85. Bây giờ em còn 4 với 7. Chị nào lấy lên chốt. Bộ này đẹp quá. Rất là đẹp luôn. 4747. Bây giờ ai lấy bộ dài 3D á, mấy chị comment lên cho em size mấy đi rồi em lên cho nó dễ. Tự giờ nó còn lẻ size không à. Bộ này đẹp lắm. 8595 cho mấy chị nha. Sale 8595. Rồi chế nào lấy lên chốt. Đẹp lắm. Còn có bộ size 7 với size 4 nha. Mã này còn 7 với 4. Bảy bốn mười một mười hai mười bốn tới 40kg luôn mấy chị, tới 40kg luôn nha. Rồi mã à món ớt còn 4, 7, 85.000. 11, 12, 14 size đại em sale 95. Rồi chế nào lấy lên chốt 85, 95. Đào lấy ok gì đào còn coi like không đào. Rồi chị nào lấy bô rip lên chốt em với chị bô rip tay phối nha. Chị nào lấy bô rip tay phối lên chốt. Đẹp lắm. Bốn năm sáu bảy robot kèm size mấy chị. Robot kèm size đẹp quá trời luôn. Em lên sát mắt sale 55.000 cho mấy chị. Sát mắt 3D nha. Đẹp chưa, sale cho mấy chị 55.000 luôn. 4, 5, 12. Ai có size lên chốt. 4, 5, 12. Size 12 là 30-32kg mấy chị. Em sale với chị là 74.000. Dí 55 nha. Dí 55. Mã xe.